Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí vẫn cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục. Bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Dạ, cảm ơn Ta Bà Thế Giới và con Tri Ân Sư Tri Đức. Chúng tôi có đưa ra một cái link như thường lệ để các anh chị vào đó rồi theo dõi những cái hình minh họa mà chúng tôi sẽ sắp sửa trình bày trong 60 phút tới đây. Trước khi trình bày thì chúng tôi cũng xin thưa rằng chúng tôi có hôm trước có thưa có trình bày với Sư Tri Đức, sẽ quay trở lại cái chủ đề về cuốn sách Những Lời Phật Dạy của Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề mà chúng tôi đã dịch và trình bày trong room này suốt 1 năm qua, có thể hơn 1 năm rưỡi rồi nghỉ khoảng, sau khi mà dịch trình bày tới cái chương chót thì chúng tôi nghỉ cũng mấy tháng. Bây giờ muốn quay trở lại cũng là dịp để mà tự mình ôn lại và duyệt lại những cái gì mà mình đã dịch ra lúc trước. Và dựa theo kinh nghiệm trong 5 trước thì chúng tôi cũng xin thưa thỉnh với Sư Trí Đức và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni rằng theo cái tình trạng của mình thì mà nói suốt 90 phút đồng hồ, tức là từ khoảng 5 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam cho tới 7 giờ sáng giờ Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy rất là mệt, thành thử ra sẽ cố gắng nói trong khoảng 60 phút thôi, rồi sau đó nếu có 1 2 câu hỏi nữa thì có thể cố gắng trả lời, còn nếu không thì con xin phép Sư Thị Đức được con nghỉ sớm tùy duyên, nghĩa là nó uyển chuyển thì giờ uyển chuyển hơn hơn năm trước, tức là sẽ chắc chắn là sẽ cố gắng dứt chấm dứt đúng 7 giờ sáng giờ Việt Nam, nhưng mà nếu mà có những cái chủ đề mà chúng tôi nói sớm được, kết thúc sớm hơn thì chúng tôi cũng xin phép được nghỉ chứ không có cố gắng duy trì 90 phút, nghĩa là chỉ cố gắng khoảng 60 phút rồi uyển chuyển tùy duyên trong cái thời gian còn lại. Các anh chị nếu mà khi chúng tôi nói mà thấy nghe rõ và liên tục thì xin cho cái số 1 thỉnh thoảng hoặc là cái bông hồng để chúng tôi biết, còn nếu có trục trặc gì thì cũng cho số 2 hoặc là chat lên cho chúng tôi biết có trục trặc kỹ thuật. Rồi khi mà chúng tôi nói thì có nói tới đâu thì trình bày tới đâu thì đề cập tới những cái hình rồi, và nếu mà vào được những cái link đó, những cái hình minh họa đó thì cho số 1 hoặc là cũng cho cái bông hồng để chúng tôi biết. Kính thưa quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, trước khi trở lại cái cuốn sách Những Lời Phật Dạy của Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề thì chúng tôi cũng có tác ý là mình thử ôn lại cho chính mình về một cái hình tổng quát, một cái nhìn tổng quát thôi, còn những cái nét tổng quát
về cái tình trạng kinh điển Phật giáo mà chúng ta được thừa hưởng ngày hôm nay, một cái hình ảnh rất là phức tạp mà không chính xác này. Nhưng mà ít ra đó, dựa theo những gì mà chúng tôi hiểu được, cũng như những cái bài tham luận, những cái công trình, những cái báo cáo được xuất bản trên giấy cũng như là trên mạng, thì chúng ta có thể hầu như là mọi người, hầu như thôi chứ không phải là đa số, tuyệt đối hầu như mọi người, nhất là những vị có uy tín, tu sĩ lẫn cư sĩ của nhiều tông phái Phật giáo đều có đồng ý như vậy, có những nét nét chính. Dĩ nhiên khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì có thể không đồng ý, hoặc là có thể qua những cái nhìn, hoặc là cái sự suy diễn, cái sự diễn dịch của mỗi cá nhân khác nhau. Nhưng mà những cái nét chính đó, thì cho tới giờ phút này thì chúng tôi nghĩ rằng chưa tìm thấy được một cái sự khảo cứu nào mới hơn. Là chứ phải tạm thời có thể nói rằng cái đường nét chính về cái tình trạng kinh điển Phật giáo của nhiều tông phái là hầu như là không có những cái đột phá về nghiên cứu lịch sử nữa, mà định hình những cái nét chính khoảng 30 năm trước, tức là từ đó đến nay khoảng 30 năm không thấy có những cái sáng, những sự tìm tòi nào mới lạ hơn. Đó thì chúng đó là cái nhìn tổng quát, cái nhìn tổng quát. Thế bây giờ các anh chị, mời các anh chị vào cái trang web mà chúng tôi hồi nãy sư Trí Đức có đưa ra, thành như là chị Nhật Quỳnh mấy ngày hôm nay không thấy chị, thành ra chúng tôi có đoán là chắc chị bận không có vào room được, thì chúng tôi có gửi cái link đó đến chị Nhật Quỳnh, không thấy trả lời, và sư Trí Đức thì sư Trí Đức có đưa lên cái link, cái thông báo và cái link của cái chủ đề hôm nay. Cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi cũng tổng hợp một số những cái ý tưởng và một số những cái hình minh họa mà chúng tôi có trình bày xuyên suốt khoảng 2-3 năm qua trong cái room này, và đồng thời có một vài cái room Phật giáo khác của Paul Talk. Thì các anh chị vào đó thì thấy đưa ra một cái giải những khoảng 10 tấm hình nhỏ nhỏ. Chúng ta đưa cái mũi tên của con chuột vào bất cứ cái hình nào, bấm một cái nó sẽ hiện ra cái hình lớn này. Rồi nếu bấm vào cái hình lớn đó, thì nó sẽ trở lại cái dàn bài này. Thì cái thao tác nó cũng đơn giản chứ không có gì khó khăn. Bây giờ chúng ta vào cái hình đầu tiên, hình số 1. Nếu các chị vào đó rồi thì xin cho số 1 để chúng tôi trình bày tiếp. Cái hình đầu tiên này là một cái hình mà theo cái kinh nghiệm riêng của chúng tôi trong 2-3 năm qua, khi mà trình bày trao đổi với các anh chị trong nhiều diễn đàn Phật giáo, thì tương đối nó đơn sơ, nhưng mà nó cho chúng ta một cái hình nhìn tổng quát về cái tình trạng hay là cái hướng hoằng pháp của Phật đạo Phật. Và cái hình này là chỉ cho bao quát cả một cái vùng Á Châu, Á Châu mà chúng ta biết hiện nay, chúng ta thấy có nước Việt Nam ở trong đó. Mà chúng ta bây giờ đặt trọng tâm tại India, tức là Ấn Độ, bởi chúng ta biết là Đức Ngài Bồ Tát đản sanh thành đạo và hoằng pháp trong suốt 45 năm hoằng pháp là tại miền Bắc Ấn Độ, dọc theo cái vùng trung lưu sông Hằng. Rồi sau khi Ngài nhập diệt rồi thì đạo Phật được bành trướng và truyền đi khắp nơi, từ đó coi như là cái trung tâm điểm và truyền đi khắp nơi trong Á Châu. Và hiện nay thì cả thế giới, nhưng mà chúng tôi chỉ nói về lịch sử thì bắt đầu từ đó truyền đi cả trong khắp những cái quốc gia của Á Châu. Hầu như là có thể nói là hầu như tất cả các quốc gia mà chúng ta hiểu hiện nay thuộc về châu Á đó đều có dấu vết của đạo Phật. Mặc dù bây giờ thì có thể là chuyển sang một cái đạo khác, chẳng hạn như trở lại đạo Bà La Môn, đạo Ấn Độ, hoặc là chuyển sang đạo Hồi giáo, nhưng mà cái dấu vết lịch sử cũng còn đó, nghĩa là cũng có chứng tỏ rằng trong trong quá khứ có một thời đạo Phật đã truyền tới quốc gia đó, và cũng có những nơi rất là thịnh trị cả một thời khoảng cả mấy trăm năm hay 1.000 năm trước khi mà suy tàn. Thì tự trung lại đó, bắt đầu từ cái trung lưu trong sông Hằng, đạo Phật được truyền một hướng về phương Nam, mà cho anh chị thấy trong đó là cái hình, cái màu, cái mũi tên mà màu xanh dương đậm, màu xanh dương đậm, và truyền xuống đảo Tích Lan, đảo Tích Lan Sri Lanka. Cái chữ Sri Lanka này đôi khi chúng tôi dùng lẫn lộn thì các anh chị cũng thông cảm. Bây giờ thì ở Việt Nam có khuynh hướng đọc là Sri Lanka, tức là theo đúng cái tên của cái đảo quốc đó, nhưng mà ở trong quá khứ chẳng hạn như đời chúng tôi, hoặc những đời những
những cái những người mà lớn tuổi hơn đó, thì ngày xưa trước 75 thì thường gọi là đảo Tích Lan. Tích Lan là cái chữ âm Hán Việt của Sri Lanka, thành thử ra đôi khi chúng tôi dùng hai chữ lẫn lộn với nhau, bởi vì quen quen miệng dùng cái chữ Tích Lan rồi. Thì khi đạo Phật truyền xuống cái đảo Sri Lanka đó thì những cái kinh tạng còn lại và coi đó như một cái trung tâm, từ đó mà lại xuất phát đi xuyên qua Ấn Độ Dương, qua Miến Điện, qua Thái Lan, Campuchia, Lào rồi về miền Nam Việt Nam đó. Và chúng ta có ngày hôm nay thì gọi là cái Phật giáo Nam truyền, tức là Phật giáo được truyền về hướng Nam và lưu lại coi như trung tâm xuất phát là ở đảo Sri Lanka. Riêng về một hướng nữa, từ chúng ta nhìn cái mũi tên cái màu đỏ nó hơi phức tạp một chút. Từ cái mũi tên màu đỏ tức là cũng từ cái vùng trung lưu sông Hằng đó, được truyền bá dọc theo sông Hằng, thượng nguồn sông Hằng đi qua tới cái vùng mà chúng ta bây giờ gọi là Pakistan và Afghanistan. Ở đó có một thời là một cái trung tâm rất là thịnh trị của Phật giáo, rồi từ đó nhập hòa nhập theo cái đường hướng Bắc đi lên đụng vào tới con đường gọi là con đường tơ lụa, rồi chuyển ngược trở lại sang phía tây, tây phải, tức là sang về hướng đông, vượt qua một khu sa mạc, tiến vào Trung Hoa và dịch được dịch thuật ra, được dịch ra những cái kinh điển đó được dịch ra tiếng Hán, và từ đó trở thành một cái trung tâm quan trọng để mà truyền bá Phật giáo từ Trung Hoa vào những quốc gia chung quanh chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Và cái nguồn kinh điển đó chúng ta ngày nay chúng ta được thừa hưởng gọi là Hán Tạng. Và chúng ta nhớ nhìn ở đây thì ngoài Trung Hoa ra thì một cái điểm rất là quan trọng trong cái hướng đó là Cao Ly, hay là bây giờ gọi là Hàn Quốc, trước 75 ở miền Nam thì gọi là Đại Hàn, quốc gia Đại Hàn. Rồi trong lịch sử thì thỉnh thoảng có gọi dự chữ là Cao Ly, chữ Cao Ly. Rồi từ đó là truyền gần với Nhật Bản, là truyền sang Nhật Bản, thì đó là những cái nơi mà còn tồn tồn trữ lưu trữ những cái kinh điển quan trọng của cái chánh này. Cái chánh này thì chúng ta gọi là Bắc truyền. Mà tại sao nó lại đi cong cong quẹo quẹo như vậy theo cái đường màu đỏ mà không đi thẳng như cái đường màu xanh? Thì đó là chúng ta biết giữa Ấn Độ và Trung Hoa có một cái dãy núi rất cao, cao nhất thế giới là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngày xưa mà đi đi đường bộ này rất là khó, mà để đi xuyên qua dãy Hy Mã Lạp Sơn là phải đi dọc theo những cái con đường dọc con sông hoặc những đường bằng phẳng, là phải đi một cái đường vòng như vậy. Và tại sao gọi là con đường tơ lụa? Con đường tơ lụa là con đường của thương buôn ngày xưa đã làm ra, lập ra để liên lạc giữa Trung Hoa và Âu Châu. Con đường đó là đi từ từ Trung Hoa đi xuyên qua sa mạc, rồi qua những cái nước mà bây giờ là thuộc của Cộng hòa Nga, đó, liên quan của Nga, rồi đi tới cái vùng biển Caspian và từ đó đi vào trong Âu Châu, và để chuyên chở những cái tơ lụa sản xuất ở Trung Hoa đem đem về Âu Châu bán ở Âu Châu, và từ đó có cái tên là The Silk Road. Silk tức là tơ lụa, con đường tơ lụa. Chúng ta làm quen với những cái thuật ngữ như vậy. Và con đường đó cũng là con đường đa phần những người vị cao tăng Trung Hoa mà nổi tiếng, chẳng hạn như là đường Tam Tạng, ngài Huyền Trang đó, và đi theo con đường đó mà đi vào Ấn Độ để mà thỉnh kinh đem về Trung Hoa. Rồi một con đường khác nữa, phổ thông khoảng 1.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, là từ từ cái vùng trung lưu sông Hằng đi vào Nepal, từ Nepal lên bê bê thì vượt qua đảo cái rặng Hy Mã Lạp Sơn đi vào Tây Tạng. Đó là con đường của Mật Tông, nhưng mà cũng có đem theo những cái kinh điển ban đầu nữa, tới Mật Tông, tới Tây Tạng, xong rồi từ Tây Tạng mới là truyền bá vào Trung Hoa, rồi từ đó mới là truyền bá vào các nước khác. Thì và để lại nhiều cái tài liệu kinh điển ở ở Tây Tạng, thì đó là một con đường. Ra cho để nó nói cho đúng, đây là vấn đề mà danh xưng phải 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 đặt cái tên, tên nó là gì. Thì con đường về hướng Nam á, thì chúng ta thường gọi là con đường Nam truyền hay Nam phương, bây giờ thì mình gọi là Nam tông, tức là tông phái ở miền Nam, mà thật sự ra có lẽ đúng là Nam phương, tức là cái hướng phương Nam, hay là Nam truyền, tức là truyền về hướng Nam, Phật giáo Nam truyền. Rồi cái con đường mà về Tây Tạng á, thật sự sẽ đúng đúng nghĩa thì phải gọi là Phật giáo Bắc truyền,
Đấy là truyền thẳng về hướng Bắc, từ Ấn Độ đi vào. Cũng hơi, ở đây là mình nói cho mình có những cái quan niệm khác nhau thôi, được đó là Bắc truyền. Rồi cái con đường mà đi lòng vòng từ đó, từ Tây, từ Trung qua, xin lỗi, từ Ấn Độ đi qua bên, đi hướng về hướng Tây, đi lên Pakistan, Afghanistan, rồi chuyển sang hướng Bắc, rồi quay ngược trở về hướng Đông, rồi ngừng lại hướng Đông, thì thường thường người ta gọi là Phật giáo Đông Phương, chứ không phải Đông truyền nữa, chứ tiếng Việt nó hơi khó. Nhưng mà thường thường có cái khuynh hướng là gom hai con đường nó lại thành ra một nhánh gọi là Bắc truyền, để mà có Nam thì có Bắc. Rồi khi đôi khi cũng có những sách, nhất là sách tiếng Anh thì dịch là Phật giáo Đông Phương, là hướng Đông, Đông Phương, từ lúc đó để chỉ đặc biệt Phật giáo của Trung Hoa, Triều Tiên, Đại Hàn còn có tên là Triều Tiên nữa, Triều Tiên và Nhật Bản là quan trọng. Ở Việt Nam, nhất là miền Bắc Việt Nam, hoặc đa phần Việt Nam là chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, thì cũng thừa hưởng cái truyền thống đó, thì gọi là Đông Độ hay là Đông Phương, Eastern Buddhism. Rồi cái hướng Tây Tạng thì bây giờ gọi là Mật Tông, hoặc là nếu mà đúng thì gọi là Bắc Phương, hay là Northern Buddhism. Và cái hướng miền Nam thì không có cái gì thay đổi, thì gọi là Nam Nam Phương hay Nam Truyền. Đó, thì chúng ta thấy nó là ba cái hướng tổng quát như vậy. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Xem như bây giờ chúng ta coi như có ba cái nguồn kinh điển chính của Phật giáo mà mình thừa hưởng ngày hôm nay, xem lại coi di sản của nhân loại, chứ không phải là di sản riêng của Phật tử chúng ta. Chúng ta thừa hưởng, mặc dù có những cái giống dân khác họ không theo đạo Phật, nhưng mà họ vẫn tôn trọng coi như là một cái di sản quý báu của cho nhân loại về phương diện tôn giáo. Chúng ta có di sản về Thiên Chúa giáo, Si giả, di sản của Hồi giáo, di sản của Ấn Độ giáo, và đây là chúng ta xem ba cái nguồn này là nguồn di sản của Phật giáo chúng ta. Và còn để lại ngày hôm nay thì đa phần chúng ta trong cái room này đều quen thuộc với lại cái nguồn phía Nam, gọi là, và viết xuống tạng Pali, thì chúng tôi đặt cái tên này là Pali Tạng, Pali Tạng. Rồi cái nguồn ở Nepal, ở Tây Tạng, và từ đó truyền vào Trung Hoa, đó là một cái nguồn, cái kho kinh điển thứ hai, cái kho của Phật giáo Tây Tạng. Và cái nguồn kinh điển thứ ba mà có lẽ cũng đa phần người Việt Nam mình cũng chỉ có quen thuộc, đó là nguồn kinh điển của Trung Hoa, thì gọi là Hán Tạng, bởi vì viết bằng tiếng Hán. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại ở đây, chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại, là cái Hán Tạng này không phải chỉ cái nguồn Đại Tạng kinh ở Trung Hoa thôi, nhưng mà cái trung tâm cũng quan trọng không kém là ở Triều Tiên hay là ở Cao Ly hay là Hàn Quốc đó. Và cái nguồn kinh điển cũng tương tự như vậy mà được lưu lại ở bên Nhật Bản. Ba cái nguồn nó gom lại thì mình gọi là Hán Tạng. Bởi vì ngày xưa người người Cao Ly, người Triều Tiên đó, cũng như người Nhật Bản, họ đều dùng chữ Tào để mà ghi khắc những cái kinh điển, những cái tài liệu của họ, cũng giống như Việt Nam mình lúc trước. Ngày xưa mình cũng dùng chữ Hán cho những cái tài liệu chính thức. Mình có chữ nôm, nhưng mà những cái tài liệu chính thức thì mình dùng chữ Hán. Thì chúng ta có thừa hưởng, tóm lại chúng ta có thừa hưởng ba cái kho tàng kinh điển Phật giáo quan trọng như nhau, nhưng mà tùy duyên mỗi người. Nhưng mà chúng tôi nói đây là về phương diện lịch sử. Chúng ta về Phật giáo, chúng ta thừa hưởng ba cái kho tàng kinh điển. Thứ nhất là kho tàng kinh điển Pali Nam truyền, thứ hai là kho tàng kinh điển của Tây Tạng, của Mật Tông, và thứ ba là kho tàng kinh điển của Hán, tiếng Hán là Hán Tạng. Bây giờ thì chúng ta sang cái hình tiếp. Các anh chị bấm vào chữ Next Image sẽ ra cái hình tiếp. Khi vào được rồi thì xin cho cái tín hiệu. Bây giờ chúng ta trở về cái nguồn kinh điển phương Nam, Pali, mà chúng ta quen thuộc ở trong cái room Phật giáo Nam truyền này. Thì chúng ta thường nói có 6 lần kinh tập, kết tập kinh điển. Lần kinh tập, sau khi trong thời gian Đức Phật còn tại thế, và khoảng mấy trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì chư tăng vẫn theo cái truyền thống của người Ấn Độ thời đó. Một điều chúng ta cũng cần ghi nhớ là khi mà Ngài Bồ Tát thành đạo và 45 năm truyền Phật, hoằng pháp đó, Ngài chỉ hoằng pháp trong cái vùng Trung Lưu xứ Ấn thôi, và những cái gì Ngài để lại và Ngài giảng, những cái đối tượng là những người dân Ấn nằm ở trong cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ trong thời đó, tức là khoảng 25-26 thế kỷ trước,
2.500 năm hay 2.600 năm trước. Cái điều đó chúng ta cần phải ghi nhớ trong tâm. Tức là cái đối tượng của Đức Phật giảng là cho người Ấn Độ. Tại Ấn Độ 25-26 thế kỷ trước thì cái lời giảng của Ngài cũng được. Chúng tôi nói là cái là phù hợp, Ngài cũng thay đổi làm sao, phải ăn nói làm sao cho phù hợp với cái tinh thần và cái sự hiểu biết, cái tư duy của người Ấn Độ trong cái khoảng đó, trong khoảng thời gian đó. Và một trong những cái lối sinh hoạt của người Ấn Độ thời đó, đó là những cái lời dạy của các vị đạo sư, nhất là các vị đạo sư nổi tiếng, đều được ghi nhớ nhớ trong tâm rồi truyền miệng với nhau. Truyền miệng với nhau. Đó không phải chỉ truyền thống của Phật giáo thôi, nhưng mà nó là truyền thống chung, kể cả những cái đạo khác như là đạo Bà La Môn hay là đạo Kỳ Na giáo, họ đều truyền miệng với nhau hết, truyền khẩu, mình gọi là truyền khẩu. Mặc dù lúc đó đã có chữ viết rồi, một loại chữ viết rồi, nhưng mà không có ghi xuất, chỉ nhớ thôi, nhớ trong lòng rồi cái người này truyền miệng cho người kia. Và truyền khẩu như vậy thì muốn để nhớ, thì một cái hệ luận của cái sự truyền khẩu đó, đó là thường thường phải đặt vào trong một cái khung cho tụng, cho đọc cho nó nghe nó suông tai, nó êm tai. Thành thử ra không hẳn là ghi nhớ lại chính xác 100% những cái chữ nó, những cái từng từng câu văn mà nhà đạo sư, bậc bậc đạo sư nói. Không phải chỉ trong đạo Phật thôi, nhưng mà cả đạo khác trong Ấn Độ. Mà có thể cái ý thì cũng như vậy, nhưng mà thường thường đưa vào trong một cái khung, để cái khung mà mọi người đồng ý với nhau rồi tụng tới tụng lui, như vậy nó dễ nhớ mà dễ quen thuộc. Thành ra cái điều đó chúng ta cần phải ghi nhớ, là bởi vì khi chúng ta đọc, bây giờ chúng ta trở thành cái văn đọc rồi, bây giờ là viết xuống thành giấy rồi, in xuống thành giấy rồi. Khi chúng ta đọc cái chúng ta thấy nó là lạ, có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Có nhiều khi một cái bài kinh như này thì chỉ Đức Phật chỉ nói ba bốn điểm hay năm sáu điểm gì đó, mà nói xung quanh về cái ý đó thì lại giống giống như là lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại. Đó là đó đó là cái văn phong của truyền khẩu truyền miệng, chúng ta nhớ. Rồi về sau này đó, thì có cái khuynh hướng là lược lại cho nó thành suông, thành theo cái kiểu loại viết, văn viết, rồi mới dịch ra tiếng Hán, thí dụ như vậy, hoặc một tiếng khác. Thì khi mình đọc thì mình thấy quen thuộc hơn, nó giống như một lối hành văn, một lối kể chuyện. Thì mặc dầu chúng ta thấy quen thuộc, dễ đọc hơn, nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu mà đã như vậy rồi thì đã qua một cái lần biên tập để mà lược bỏ cái phần trùng trùng lặp, lặp đi lặp lại ra. Cái đó cũng là một điểm để chúng ta nhận xét là cái bài kinh này đó, chúng tôi không có nói trong chỉ trong truyền thống Nam truyền mà chung cho tất cả các truyền gốc, truyền thống khác, mà đọc thì có vẻ giống như văn xuôi đó. Thì chúng ta biết rằng đó là có cái khả năng là đã được biên tập lọc đi cái phần khẩu truyền. Đó là xin nói phụ. Bây giờ trở lại cái hình này, thì sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 3 tháng thì chư tăng họp lại với nhau và bắt đầu trao đổi và đúc kết những gì mà bậc đạo sư đã trình bày. Thì chúng ta, đó là ở Vương Xá Thành, ở Rajagaha hay là Rajgir, ở trong cái hang Thất Diệp, mà bây giờ vẫn còn dấu tích do vua A Xà Thế bảo trợ. Thì đó là cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. Rồi 100 năm sau đó, đó thì lại có một cái lần kết tập kinh điển lần thứ hai, và ở tại Vesali ngày nay thì không còn dấu vết gì hết. Chúng tôi tới rồi thì không biết nằm chính xác ở chỗ nào, nhưng mà vẫn còn những cái trụ đá của vua A Dục. Thì mình không biết, mình chỉ là biết là nằm ở trong cái thành phố đó, nhưng mà không biết chính xác là chỗ nào. Có còn một vài cái trụ đá của vua A Dục phần này, người ta còn vẫn chưa thống nhất được là chính xác là tụ họp ở đâu, nhưng mà biết là nằm ở trong cái thành phố đó, thành phố Vesali. Bây giờ vẫn còn cái thành phố đó, rất là lớn, là một trong những thành phố lớn, và bắt đầu có cái sự bất đồng, bắt đầu phân chia lập hai cái phái lớn, đó là cái phái Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Ở đây các anh chị nhìn vào đây thấy chúng ta để cái chữ Thượng Tọa Bộ, bộ là có số 1, tức là chúng ta đừng có lầm lẫn cái Thượng Tọa Bộ này với lại cái Thượng Tọa Bộ mà bây giờ chúng ta dùng cho chữ Theravada ngày nay. Mặc dù cái chữ giống nhau, nhưng mà nếu mà nhìn trên phương diện lịch sử đó thì không phải là đồng nhất, mà nó có cùng một danh xưng nhưng mà ý nghĩa lịch sử thì nó hơi khác nhau. Cái này là coi có thể là cái tượng Thượng Tọa Bộ đầu tiên, từ đó chúng ta để cái số 1 La Mã.
và đại chúng bộ. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái đại chúng bộ này không có liên hệ gì tới đại thừa hết, đại thừa sau này. Nhiều khi chúng ta một số cái nhà học giả không, nếu mà không không để ý, thật sự nói là học giả mà nghiêm túc thì không phải rồi, nhưng mà những người mà học Phật không phải chỉ có người Việt chúng ta mà một số những người nước ngoài khác đó, thấy cái chữ đại, cái chữ Maha thì cho rằng là chắc có lẽ liên hệ với nhau, mà thật sự không có liên hệ với nhau. Cái này chúng ta vẫn nói trong cái kinh điển nguyên thủy, kinh điển đầu tiên, gọi là đại chúng, tức là cái phần lớn thôi, chứ không có liên hệ với cổ xe lớn, cổ xe nhỏ đó, đại thừa tiểu thừa cả. Chỉ có thành phần khác nhau là có lẽ là phần diễn dịch về về luật, suy diễn về luật, tức là hiểu cũng là một cái bộ luật nhưng mà hiểu những cách khác nhau rồi không đồng ý, đã bắt đầu phân chia làm hai phái. Qua cái lần thứ ba, tức là khoảng khoảng 200-300 năm sau, thì có một vị vua mà người Ấn Độ rất là tôn sùng, đó là vua Ashoka hay là vua A Dục, vua có cái công thống nhất Ấn Độ. Một điểm này chúng ta cũng cần phải ghi nhớ nữa, là trước thời vua A Dục, Ấn Độ được chia ra nhiều cái tiểu quốc, rồi cứ đánh nhau, giành ảnh hưởng với nhau. Rồi vua A Dục có thể nói là vị vua thống nhất Sơn Hà, gom lại một nói, một thành một quốc gia, và từ đó trở thành một cái thời đại thịnh trị của Ấn Độ khoảng mấy trăm năm. Rồi Ấn Độ bây giờ họ cũng rất là hãnh diện và nhớ ơn công lao của vua A Dục, chứ không phải là chỉ riêng về Phật giáo thôi. Cũng giống như vua vua Đinh Bộ Lĩnh của mình thống nhất sau 12 sứ quân, thập nhị sứ quân, hoặc là cũng giống như Tần Thủy Hoàng ở bên Tàu thống nhất đất nước. Và một điều nữa thì chúng ta cũng nhớ là cho tới bây giờ đó, Ấn Độ đó một nước rất là phức tạp, nhiều sắc dân, rồi mỗi một cái vùng như vậy họ có cái tiếng nói riêng, một cái phương ngữ dialect, tới bây giờ cũng vậy. Mặc dù bây giờ thì họ lấy tiếng Anh và tiếng Hindi làm quốc ngữ, tiếng chung, nhưng mà mỗi vùng họ vẫn có cái tiếng nói riêng. Cũng giống như cái tình trạng cũng giống như bên Tàu, hiện nay thì cái tiếng Quan Thoại, tiếng Bắc Kinh là có tiếng chính thức, nhưng mà những cái người địa phương họ vẫn có cái tiếng nói riêng của họ. Tiếng Quảng Đông, Quảng Tây, tiếng 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 Tiều, tiếng Hè, tiếng Phúc Kiến là đại khái như vậy. Bởi vì đó là một quốc gia rộng lớn, rất nhiều sắc dân. Ra trong trong thời Đức Phật cũng vậy, và thường trong kinh điển thường nói có 16 cái tiểu quốc, thì ắt hẳn là sẽ có 16 cái thứ tiếng khác nhau. Hiện ra có cái thứ tiếng khác nhau. Và Đức Phật đi truyền bá theo kinh điển ghi lại là suốt trong cái vùng Trung Lưu sông Hằng, là ngài cũng tạo cái ảnh hưởng và ngài giảng cho người dân hiểu về cái giáo pháp của ngài. Thì ắt hẳn là Đức Phật là một người thông minh, ngài Bồ Tát khi mà còn chưa xuất gia ra thì cũng là một người rất là văn võ toàn tài, người thông minh. Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy có nhiều người Ấn Độ hoặc là người Trung Hoa mà giỏi, thông minh, có khiếu về về ngôn ngữ, họ có thể nói nhiều cái tiếng địa phương khác nhau. Ở đây thì chúng tôi cũng quen một hai người Tàu cũng vậy, họ có thể họ dùng tiếng Quan Thoại nhưng mà đồng thời họ có thể nói tiếng Quảng Đông, tiếng Phúc Kiến, tiếng Hẹ, đại khái như vậy. Thì mình nhìn như vậy thì mình thấy rằng Đức Phật khi mà ngài đi truyền đạo, ngài không phải chỉ truyền đạo cho bậc vua chúa hay là những cái người trí thức, mà ngài còn giảng đạo cho những giới bình dân, những người tiều phu, những người nô lệ, những người thương buôn, đại khái như vậy, đủ mọi hạng người trong cái thời hoằng pháp của ngài. Thì ắt hẳn là khi đi tới đâu thì ngài sẽ giảng bằng cái tiếng địa phương. Thành ra bây giờ mình để ý cái chỗ đó, đôi khi mình có những cái tranh luận mà chúng tôi thấy là rất là đáng tiếc, là nói là Đức Phật chỉ nói một thứ tiếng thôi, tiếng Ma Kiệt Đà hay là tiếng Ma Pali hay gì đó, thì mình khoan nói về cái thứ tiếng nào, nhưng mà cái bối cảnh phức tạp này thì mình thấy rằng rất có nhiều cái khả năng là Đức Phật dùng nhiều thứ tiếng khác nhau, đi tới đâu thì ngài dùng tiếng địa phương. Và trong trong tạng luật thì có ghi một cái câu chuyện là có lần đó có hai hay ba vị tỳ khưu về tới thỉnh ngài, yêu cầu là bây giờ những cái gì mà ngài nói ra, ngài giảng thì chuẩn hóa lại trở thành một cái tiếng dùng trong cái kinh Vệ Đà, coi như chuẩn cho tất cả mọi người địa phương nào, thì dĩ nhiên họ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương đó, nhưng mà khi mà truyền khẩu lại cái tiếng những cái bài kinh với bài giảng của Đức Phật thì phải chuẩn hóa thành cái tiếng Vệ Đà. Giống như là người Bà La Môn, họ cũng mặc dầu họ nói tiếng khác nhau nhưng mà khi họ tụng cái kinh Vệ Đà đó, thì họ tụng một thứ kinh thôi, một thứ tiếng thôi, chuẩn quá lại. Thì Đức Phật bác bỏ điều đó. Đức Phật nói rằng
chư tăng ở vùng nào mà nhớ lại Đức Phật và chuyển sang cái tiếng địa phương của mình, cái dialect thì vẫn tiếp tục như vậy chứ không có chuẩn quá. Mình nhớ cái điều đó. Ra có một cái khả năng là chư tăng ở mỗi vùng á, truyền khẩu và nhớ ghi nhớ lại những lời Đức Phật bằng thứ tiếng của địa phương mình. Đó là cái điểm mà chúng tôi xin trình bày cái này. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề. Sau trong cái kỳ kết tập lần thứ ba tại Hoa Thị Thành, mình gọi là Hoa Thị Thành nhưng mà bây giờ thì gọi là Patna. Các anh chị nào đi hành hương thì thế nào cũng ghé chỗ này, có thể không ghé nhưng mà đa phần là ghé qua chỗ này. Đây là một cái, bây giờ là một trong những cái thành phố quan trọng của Ấn Độ. Ngày xưa là cái thủ đô của vua A Dục, bây giờ thì cũng không còn dấu vết gì hết nhưng mà còn lại một vài cái trụ đá Ashoka của vua Ashoka, và có một cái viện bảo tàng, trong đó có một cái gian dành cho những cái cổ vật Phật giáo, thì cũng có nhiều tượng Phật và nhiều di tích cũng rất là đáng ghi đáng đáng tới thăm. Mình tới thì chúng ta không biết đích xác là ở đâu, nhưng mà chúng tôi tới đó thì thấy cái nơi mà vẫn còn cái trụ đá của vua A Dục đã gãy đổ rồi nhưng mà người ta làm hàng rào chung quanh, thì mình cũng tới đó mình lễ lại, mình nhớ ơn, ghi nhớ lại. Đây là lần kết tập kinh điển lần thứ ba. Được rồi, theo cái bây giờ mọi người cũng đồng ý là chúng tôi sẽ trả lời vấn đề này, thì sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba thì coi như đúc kết cái tạng vi diệu pháp. Bây giờ mình thấy trong bảy tạng vi diệu pháp đó có một tạng gọi là Kathawatthu, những cái điều suy luận, những cái điều tranh cãi hay tranh luận đó, những cái điểm tranh luận đó. Thì cái đó là rõ ràng là được viết ra sau cái lần kinh điển, cái tập kinh điển lần thứ ba này. Rồi đồng thời vua A Dục, ngài trở thành một Phật tử rất là sùng mộ, ngài cũng có đi thăm viếng nhiều những cái điểm lịch sử của Phật giáo mà Đức Phật đã từng đi qua trước đó, thì ngài cho dựng những cái cột đá hay gọi là trụ đá A Dục. Thật ra cũng nhờ đó mà chúng ta có thể tìm lại những cái điểm lịch sử. Ngày hôm nay chẳng hạn như ở Lumbini, nơi ngài Đức Phật, ngài Bồ Tát đản sanh, rồi nơi ở ở Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, rồi chùa Kỳ Viên, rồi những cái điểm khác dựng dựng lên một cái trụ đá để làm dấu. Và đồng thời ngài cũng truyền, ngài cũng bảo hộ, hỗ trợ những cái đoàn truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới mọi hướng. Ra cái ý tưởng mà để đi truyền bá đạo Phật qua những cái vùng ngoài biên giới Ấn Độ là bắt đầu từ cái thời vua A Dục, và từ đó có người con trai của ngài là ngài Mahinda đem đạo Phật truyền xuống miền Nam qua đảo Tích Lan, mà còn cái dấu vết ngày hôm nay mà hôm trước sư Trí Đức với phái đoàn có đi tới đó đó, cái vùng Mihintale là nơi cái đánh dấu cái tu viện đầu tiên, tu viện Phật giáo đầu tiên do ngài Mahinda thành lập tại Tích Lan, là một cái điểm lịch sử là cũng bắt nguồn từ thời vua A Dục. Rồi mà vẫn truyền khẩu, vẫn truyền miệng cho tới, và bắt đầu đạo Phật bắt đầu phát triển ở đảo Tích Lan, và được nhiều nhà vua bảo trợ trong những cái đời kế tiếp, cho tới khoảng đầu Tây lịch, tức là khoảng 2.000 năm trước, tức là 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì qua một cái trận đói ở rất lớn ở ở Tích Lan, và cái số tăng nhà dân chúng không có đủ ăn thì làm sao mình ủng hộ chư tăng, thì cái số tu sĩ cũng giảm dần giảm dần. Qua khỏi cái trận đói rồi thì lại có không hiểu gì lý do gì, nhưng mà có một cái ý tưởng là bây giờ phải viết xuống chứ không có truyền khẩu nữa, viết xuống để dành, nhiều khi để phòng hờ nếu mà trong tương lai nó xảy ra nữa là e rằng không còn ai nhớ lại đến những lời Phật dạy. Thì viết xuống trên lá buông. Đó là lần kết tập kinh điển lần thứ tư, và hiện nay vẫn còn dấu vết để lại ở cái vùng Mattali, tức là Aluvihara, mà chúng tôi thấy hình ảnh thì hình như sư Trí Đức cũng như phái đoàn Việt Nam vừa đi hành hương đó cũng có chụp hình gửi qua chúng tôi xem, là có viếng thăm cái vùng này. Đó là lần kinh điển kết tập kinh điển lần thứ tư tại Tích Lan, và lần đầu tiên được viết xuống lá buông. Thì mặc dầu chúng ta đây, chúng ta xin ngừng lại một chút chỗ này, các anh chị có theo dõi rõ chưa ha, là mặc dầu cái lý do chính là để bảo tồn những cái gì mà sợ rằng không còn chư tăng hay không được còn đủ sức chư tăng để tụng đọc cái dạng khẩu truyền nữa thì mới viết xuống lá buông. Đó là cái lý do chính.
Nhưng mà chúng tôi nghĩ lại cũng có một vài cái cuốn sách cũng có đưa ra cái ý tưởng là lúc đó là có một cái phong trào, không phải chỉ có ở Tích Lan mà phong trào ở bên Ấn Độ nữa, là phong trào một mặt thì truyền khẩu nhưng mà một mặt khác là viết xuất. Bây giờ tức là trong cái thời đó là người dân hoặc là chư tăng bắt đầu chấp nhận rằng phải viết xuống, phong trào viết xuống lá buông chứ không phải chỉ truyền khẩu. Và cái phong trào đó cũng có ở bên Ấn Độ chứ không phải chỉ có ở ở Tích Lan. Và theo một vài cái bộ sử liệu ghi lại, mà cái điều này thì không có chắc chắn bằng cái sử liệu ở ở Tích Lan, thì ở Ấn Độ như chúng tôi nói hồi nãy đó là ở cái miền miền Tây Bắc Ấn Độ, là cái xứ bây giờ gọi là Pakistan và Afghanistan đó, thì lúc đó đã có những cái đoàn quân viễn chinh. Lúc đó là cái thời Ai Dục đã suy tàn rồi, 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Những đoàn quân viễn chinh từ gốc của Hy Lạp đi qua thống trị vùng Trung Á và đi tiến tới Ấn Độ, thống trị một phần Ấn Độ, và một cái nhánh của cái đoàn viễn chinh đó mới là ở lại thành lập một cái đế quốc riêng, nhưng mà gốc là gốc của Hy Lạp. Và rồi họ mới hòa trộn và lập gia đình với người địa phương, là người ta gọi là Hy Ấn, tức là cái đoàn quân từ Hy Lạp nhưng bây giờ lại lại định cư tại Ấn Độ, miền Tây Bắc Ấn Độ. Cái thủ đô là gần Kashmir. Và vị vua cũng trở thành một Phật tử, và vị vua bảo trợ những cái sự phát triển của đạo Phật. Và theo cái một vài cái sử liệu lịch sử thì vị vua cũng có triệu tập tạo ra kết tập kinh điển này, thì chúng tôi ta tạm đặt là kết tập lần thứ tư B. Còn kết tập lần kinh điển ở ở Sri Lanka là 4 hay là 4, lần thứ tư A và B, đúng khoảng cái thời gian đó. Và lúc đó thì là coi như cái chỗ đó là cái trung tâm của hữu bộ, một trong những cái bộ phái lớn trong cái thời kỳ phân phái. Rồi cũng có một cái giả thuyết cho rằng từ đó mới mới là có những cái tư tưởng đại thừa, những tư tưởng Bồ Tát thừa đại khái như vậy. Nhưng mà cái này thì chưa được thống nhất, chưa được các nhà học giả họ đồng ý, nhưng mà họ đều đồng ý rằng cái vùng đó là một cái vùng cũng là một cái trung tâm Phật giáo quan trọng, từ đó xuất phát cái hướng hướng lên hướng Bắc rồi vào hòa trộn vào trong cái con đường tơ lụa và hướng về Trung Hoa. Thì những cái đợt kinh kinh đầu tiên, kinh điển đầu tiên mà được đem về Trung Hoa dịch ra tiếng Hán đó là bắt nguồn từ đây, bắt nguồn từ cái vùng Kashmir, Tây Bắc Ấn Độ. Bây giờ chúng ta rồi sau đó rồi thì bây giờ trở về cái hướng Nam ở Tích Lan, còn nghe rõ anh chị, còn nghe rõ. Trở về hướng Nam, sau khi mà được viết xuống lá buông rồi thì chư tăng cứ chép đi chép lại thôi. Chúng ta nhớ rằng cái lá buông là thật sự là lá dừa, một loại dừa thôi, chút xíu này sẽ thấy hình. Mà các anh chị nào đã đi Tích Lan kỳ rồi, hình như cũng được thỉnh một vài cái bản kinh bằng lá buông đó. Mà bây giờ nếu không các anh chị nào có dịp đi về những cái chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây đó, thì một số chùa cũng còn lưu trữ lại cái dạng kinh điển được ghi trên lá buông. Chúng tôi cũng có một cái phước duyên được nhìn thấy ở một cái chùa ở ở Sóc Trăng. Lá buông này đó chỉ nếu mà bảo quản được đó chỉ khoảng 200-300 năm thôi, chứ không nó bị mục, đã bị nó lá, nó chỉ lá phơi khô thôi, lá giống giống như lá dừa phơi khô rồi ghi trên đó thôi. Thành ra chư tăng phải chép đi chép lại, chép đi chép lại nhiều lần, bỏ cả một cái công sức, có những vị mà cả đời chỉ ngồi chép ghi chép. Cái tên sau này gọi là lá bối, lá bối là cái tên của cái thầy, do thầy Nhất Hạnh dịch ra từ thiên tiếng tiếng Hán Việt là bối dịch, nhưng mà nó là mình gọi đúng cái là lá buông, người bình dân mà ai cũng biết cái cây lá buông, giống như chúng ta sẽ thấy cái hình đó. Cái chữ lá bối là cũng có là bối diệp, tức là dịch từ cái bản tiếng Hán, nhưng mà cái tiếng thông thường gọi là lá buông, cây buông. Thì chúng ta nhớ như vậy. Rồi không có một cái lần kết tập kinh điển, khi mà kết tập tức là thâu thập lại những cái sử liệu, những cái tài liệu kinh điển rồi mới là phân loại, rồi mới là loại bỏ những cái nào mà không phải theo cái hội đồng hay là cái nhóm lúc đó nghĩ rằng không phải là chánh tạng thì để qua một bên, không có để ý, chỉ tu tập và đúc kết những cái gì mà chư tăng đồng ý là những lời Phật dạy, thì đó là gọi là kết tập. Nhưng mà tới khoảng thế kỷ thứ 18 ở bên Miến Điện, lúc đó thì Phật giáo đã truyền vào Miến Điện khoảng 1.000 năm hơn rồi,
À, thì tại Mandalay, Mandalay là kinh đô cũ của vương quốc Miến Điện, thì nhà vua mới bảo trợ cho khắc xuống đá, khắc những cái tảng đá chứ không có viết nữa, khắc tảng đá khoảng hơn 800 cái tảng đá như vậy, rồi mỗi cái tảng đá cho dựng lên là có một cái làm một cái tòa nhà nhỏ nhỏ để mà che nắng che mưa, vẫn còn được lưu hành tới ngày nay. Thì lần đầu tiên được khắc toàn bộ tam tạng kinh điển xuống tảng đá, rồi sau đó nhà vua có cho kết tập, có cho một cái đại hội triệu tập các vị chư tăng lập một cái đại hội trùng tuyên ra, mình gọi là kết tập thì gọi cho nó thống nhất, nhưng thật sự ra đúng ý nghĩa thì nhiều người cho rằng phải gọi là trùng tuyên chứ không có kết tập, tức là không có thêm cái gì mới hết, giữ lại cắt xuống. Đó là lần thứ năm, khoảng năm 1870 mấy 71, và sau nữa thì bắt đầu có cái thời đại giao thông liên lạc toàn cầu được dễ dàng, thì và lúc đó thì Miến Điện được giành độc lập từ người Anh và dời thủ đô về Yangon, Yangon hay là Ngưỡng Quan, sẽ gọi là Ngưỡng Quan, Yangon, hay là hồi xưa nữa gọi là Rangoon, Yangon là Rangoon, bây giờ thì gọi là Yangon. Và chính phủ Miến Điện sau khi giành độc lập đó thì có bảo trợ cho chư tăng xây một cái hội trường rất lớn ở ngoài, đắp một cái đắp đất ở bên ngoài rồi nhìn xa giống như một cái hang, nhưng mà hang nhân tạo, hang nhân tạo, và triệu tập kết tập kinh điển lần thứ sáu khoảng năm 1950, 54, 55, 56 khoảng đó, và có mời chư tăng Nam tông ở những quốc gia tới tham dự. Còn trước đó là chỉ có nội bộ với nhau trong một nước thôi, lần này là quốc tế, thì có một đoàn đoàn phái đoàn của Việt Nam có tham dự đó, có ngài Bửu Chơn, có đi cái gì đó, có ngài Hậu Dẫn. Thì đó là có lẽ nói là lần linh điển lần thứ sáu, và bắt đầu in xuống theo dự theo kỹ thuật bây giờ là in xuống phát hành ra cái bộ tam tạng kinh điển dạng chữ in, và có thể gọi là đó là cái bộ tam tạng kinh điển từ cái gốc của lần thứ sáu tại năm 1956 tại Yangon. Và cái bộ đó về sau này gần đây thì được số hóa, có phổ biến ở trên trên mạng qua cái hội thiền minh sát, hội 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 khảo cứu thiền minh sát của Miến Điện. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng đó, mặc dầu đã sau cái kết quả của cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ sáu đó, thì chư tăng cũng giữ cái đó cũng đồng ý là như vậy, nhưng mà cũng có một số cũng không đồng ý, cũng có một vài cái bộ kinh nhỏ nhỏ hay là cái lối sắp xếp phân hạng cũng không có hoàn toàn thống nhất với nhau. Thành ra chư tăng Thái Lan vẫn bảo thủ giữ cái lối sắp xếp của Phật giáo Thái Lan. Ra Thái Lan cũng có cái bộ Tam Tạng kinh điển nhưng mà nó hơi khác, không có giống hoàn toàn với cái bộ kinh Tam Tạng kinh điển của Miến Điện. Và Tích Lan cũng cũng có cái bộ riêng, cũng có cái sự sắp xếp, có một vài cái sự sắp xếp khác, phân hạng khác chứ không hoàn toàn giống hẳn. Ra bây giờ những cái vị học giả có uy tín mà nghiêm túc, chẳng hạn như ngài Thích Nhất Hạnh thì ngài dịch từ tiếng dịch, chẳng hạn ngài dịch bộ kinh Trung Bộ, ngay trước đó là ông Maurice Walsh cũng vậy, tức là dịch kinh Tạng Trường Trung rồi Tương Ưng Tăng Chi này kia từ tiếng Pali sang tiếng Anh á, thì các ngài dựa vào cái bản của Tích Lan, nhưng mà vẫn phải đối chiếu tham khảo với bản của Miến Điện và bản của Thái Lan, là các vị đó thường thường là như vậy. Thế nên mình nhớ những cái vị học giả cái nghiêm túc không bao giờ dựa vào trong một nguồn duy nhất, nhưng mà các ngài luôn luôn dựa vào trong những cái nguồn khác nhau mà các ngài có thể truy cập được. Và bây giờ chúng ta qua cái hình kế tiếp. Cái hình này thì hơi rắc rối, hình kế tiếp anh chị đã vào được là cái hình số số 3 thì xin cho cái tín hiệu. Cái hình này chúng tôi đặt ra thì các anh chị có thể để dành cái hình này để mà tham khảo nó hơi rắc rối một chút. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng nó có nhiều chi tiết hơn. Có ai vào được chưa? Vào được xin cho biết cái tín hiệu. Dạ, cảm ơn sự trí đức. Cái hình này thì đầu tiên là cái mũi tên đầu tiên là chúng tôi chỉ cái niên đại chữ BE, BI, DE, tức là Buddhist Era, tức là tính theo Phật lịch, tính theo Phật lịch. Chúng ta không đâu quen thuộc cái Tây lịch, nhưng mà đây tính theo Phật lịch.
Phật lịch tức là bắt đầu từ cái năm mà Đức Phật nhập diệt, nó khác với Tây lịch. Tây lịch là bắt đầu từ cái năm mà ngài Giêsu ra đời, còn ở Phật lịch là bắt đầu tính từ cái năm mà Đức Phật nhập diệt, tức là năm Niết Bàn, bát Niết Bàn. Nhưng mà chúng tôi cũng có thêm cái về sau cũng thêm cái chữ CE, tức là Christian hay là Common Era, tức là Tây lịch mình dùng bây giờ ha, Tây lịch. Nhưng mà mình tính theo để mà mình tính theo Phật lịch để mình nhớ bao nhiêu năm sau khi Đức Phật nhập diệt, đại khái như vậy. Thì ở cái đây thì chúng tôi cũng có ghi lại là sơ lược về những lần kết tập kinh điển, chẳng hạn như lần đầu tiên là khoảng nghĩa là khoảng có 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, cái ô màu đỏ phía trên cùng đó, màu đỏ đó, màu hồng đó, rồi khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt là kết tập lần thứ hai, khoảng 300 năm là kết tập lần thứ ba, khoảng 500 năm tức là đầu kỷ nguyên Tây lịch thì là kết tập lần thứ bốn, là 4A. 4A đây tức là để chỉ cái hướng kết tập ở đảo Tích Lan, và phía dưới nữa, anh chị nhìn xuống dưới thì chúng tôi có để chữ 4B. 4B tức là nói về cái lần kết tập kinh điển mà ở ở Pakistan, ở Afghanistan trong cái đời vua Kanishka đó. Rồi một thời gian rất dài cho tới khoảng 2415 Phật lịch thì có kết tập kinh điển hay là trùng tuyên lần thứ năm ở Myanmar, và lần thứ sáu thì ở 1956 theo Tây lịch thì cũng ở Myanmar. Rồi sau nữa đó, chúng ta thấy gần đây đó, là bắt đầu có khuynh hướng số hóa, tức là đưa vào cái bảng vi tính Tam Tạng. Đầu tiên là của Viện Đại học Mahidol ở bên Thái Lan, rồi sau đó có cái dạng khác của Vipassana Research Institute, tức là VRI đó, dựa theo cả cái bản Tâm Tạng của Miến Điện, Tam Tạng Miến Điện. Rồi ở Thái Lan cũng có một cái nhóm khác nữa, họ cũng đưa ra cái dạng số hóa. Rồi còn cái dạng của Sri Lanka thì năm 2000 bắt đầu làm Tam Tạng của Sri Lanka, nhưng mà chúng tôi lâu quá rồi chúng tôi không có theo dõi nên không biết là đã hoàn tất hay chưa. Chúng tôi nghĩ đã hoàn tất rồi, nghe nói hoàn tất rồi. Thành ra về kinh điển Nam truyện mà hiện nay số hóa đưa vào trong đĩa CD hoặc đưa lên trên mạng, thật sự ra là những ai mà có đọc được cái tiếng Pali đều có thể truy cập được. Một điều nữa là ở đây chúng ta nhấn mạnh là chỉ sơ lược thôi, không có không chính xác, chúng ta chỉ biết đại khái như trong cái thời gian đó thôi, chứ còn nói mà chính xác thì không có ai dám quả quyết chính xác. Chỉ có gần đây là chúng ta biết chính xác là năm 1956 là có cái trùng tuyên, là kết tập lần thứ sáu tại Miến Điện, cái đó là chính xác, có ngày có tháng rõ ràng, có ghi cả các thành phần tham dự, có tên tuổi hết, bởi vì bây giờ là qua cái thời đại mới rồi. Nhưng mà trước đó chẳng hạn ngay cả 100 năm, 200 năm trước đó, khoảng năm 1871 mà vua ở bên Miến Điện mà vua Mondol mà bảo trợ thì cũng biết sơ sơ thôi, chứ cũng không biết chính xác là ngày tháng mấy, mà cũng không biết là có bao nhiêu thành phần, có bao nhiêu người tham dự. Nên mình thấy mình phải thông cảm với chuyện đó, huống hồ gì những gì xảy ra khoảng 2500 năm trước. Mình chỉ biết cái hướng có những cái dữ kiện như vậy, nhưng mà không nên chấp chặt vào trong cái sự chính xác về thời gian, địa điểm cũng như là về thành phần dân sự, thành phần tham dự. Một cái điểm nữa chúng ta cần ghi nhớ đó, trong cái thời ngay cả thời Đức Phật còn tại thế đó, cái bài kinh cho thấy rằng tùy theo cái căn cơ của mỗi người, những cái vị đại đệ tử của Đức Phật như Đại Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Anuruddha, rồi vân vân, mỗi mỗi người có một cái năng khiếu riêng, và từ đó các ngài có những vị đệ tử đi theo từng nhóm như vậy, theo cái căn cơ của họ. Hình thử ra mình thấy cái cách giảng cũng như cách truyền đạo có những nhóm ở trong ngay cả thời Đức Phật cũng không có hoàn toàn giống nhau. Rồi mình thấy cũng có những cái sự tranh cãi nữa, như đã ghi lại trong luật tạng, không có ghi rõ ràng chính xác, nhiều khi chỉ ghi có lý do bề mặt bề nổi, nhưng cái bề sâu thật sự ra là chúng tôi nghĩ cũng các nhà học giả khác cũng nghĩ có sự những sự bất đồng về cái đường lối hành trì và cái đường lối giữ gìn giới luật ngay cả từ thời Đức Phật. Rồi chúng ta thấy cũng có cái hiện tượng ly khai của Đề Bà Đạt Đa, tức là trong cái thời Đức Phật còn tại thế đã có những cái sự bất đồng ở đó rồi, và chứ không phải là về sau này. Thành thật về sau này khi mà vị đạo sư không còn nữa thì cái sự bất đồng đó đã xảy ra những sự chia rẽ, hay là không phải nó nổi chia rẽ nó nổi trầm trọng, tức là bất đồng ý kiến và có những cái cách
phong cách để hành lễ hoặc là hành trì không giống nhau, sự hiểu biết khác nhau thì cái chuyện là chuyện đương nhiên. Và chúng ta thấy xảy ra ngay từ bây giờ cũng vậy, khi có một vị mà vị thầy mà còn 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 tại còn thế còn còn sống á, thì những người đệ tử vẫn nghe theo một vị thầy nổi tiếng á. Nhưng mà khi mà vị thầy đó qua đời rồi thì bắt đầu có cái sự phân chia. Đó là một cái hiện tượng rất là thông thường mà chúng ta trong lịch sử, bất cứ một cái hiện tượng trong của đạo giáo nào chứ không hẳn chỉ có đạo Phật, chúng ta thấy như vậy. Rồi một cái điều nữa mà chúng tôi cũng ghi ở trong này đó là theo kinh điển ghi lại đó, cái trong cái kỳ kinh điển kết tập lúc đó thì chỉ nói chín cái thể loại thôi, chín thể loại của về kinh phân phân chia. Có cái truyền thống mà chia làm tam tạng như vậy đó, thì chỉ ra những cái ý tưởng đó được sắp xếp lại là nó rõ ràng, nó thành hình rõ ràng hơn là về sau này đó. Chứ trong cái thời đó thì cũng có thể có nhưng mà chưa có rõ ràng. Một cái điều đó chúng ta thấy khoảng sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ hai đó, thì bắt đầu có hai cái hướng chính, hay hai cái phe phái chính mà chúng ta thường hay biết là nãy chúng tôi nói thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Và chúng tôi nhắc lại ở đây nữa một lần nữa là đại chúng bộ thì hoàn toàn không có liên hệ gì với cái phong trào đại thừa sau này, vẫn là giữ theo cái truyền thống nguyên thủy. Rồi sau đó là phân chia, ngay cả trong thượng tọa bộ cũng phân chia thêm thêm nhiều cái hệ phái khác, mà đại chúng bộ cũng phân chia thành nhiều cái hệ phái khác. Và trong cái thượng tọa bộ đó, theo một nguồn nguồn một cái nguồn kinh điển, nhất là cái dựa trong cái đại sử còn ghi lại trong Tích Lan, chúng ta nhớ rằng chỉ dựa vào đại sử thôi cũng chưa hẳn là trúng 100, là chính xác 100%, là trong cái thượng tọa bộ chia làm nhiều phái, thì trong đó có một cái phái gọi là Vipassana, tức là phân biện thuyết bộ. Và cái phái này trở thành một cái phái được có uy tín là bởi vì được nhà vua vua Ashoka chính thức bảo trợ. Và do đó mà có một cái kết tập kinh điển lần thứ ba tại Hoa Thị Thành, hay là Pataliputta, bây giờ gọi là Patna. Và nhà vua gửi những cái phái đoàn truyền giáo đi khắp nơi, trong đó có cái phái đoàn đi về hướng nam của ngài Mahinda là con trai của nhà vua. Và một điểm chúng ta nhớ nữa là lúc đó thì mới thấy được cái bộ Katha Wattu, tức là cái bộ những điểm tranh luận này. Những điểm tranh luận anh đưa ra. Và lúc đó thì theo các nhà học giả nghiên cứu lịch sử kinh điển thì mới thấy định hình thành hình rõ ràng hơn, có bức tranh rõ ràng hơn về tam tạng kinh điển, tức là ba cái tạng chính, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng thắng pháp hay là vi diệu pháp. Như vậy đó thì theo theo cái những cái nhà nghiên cứu lịch sử đó, thì họ đồng ý với nhau là đa số thì đồng ý là kinh điển không phải kết tập một lần, không phải là sau lần thứ nhất là định thành hình như chúng ta thấy ngày hôm nay, mà đã được bổ sung biên tập sửa chữa nhiều lần trong một cái quá trình từ cái lần kinh điển kết tập kinh điển lần thứ nhất cho tới khi viết xuống lá buông, tức là lần thứ tư, trong một cái thời gian khoảng 400-500 năm, 400-500 năm. Tới khi viết xuống lá buông rồi thì các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo đều đồng ý với nhau là có lẽ là không còn có thêm thắt hay là bổ sung hay là biên tập gì nữa. Và cái vì vậy thì chúng ta nhớ những cái gì chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay trong cái nguồn kinh điển Pali đó không phải là thành hình một lần qua một lần kết tập đại hội, mà trong cái quá trình trước khi viết xuống lá buông, trong cái tiến trình truyền khẩu thì có sửa đổi. Và cũng có khả năng là bởi vì trong thời đó là phân chia bộ phái, thành thử ra mỗi bộ phái có thể ghi nhớ có một vài điểm khác nhau chứ không phải hoàn toàn thống nhất với nhau. Và những gì mà được ghi xuống tại Sri Lanka đó là phát nguồn từ cái hướng truyền đạo hướng Nam và của một cái bộ phái, một cái hệ phái là phân biện thuyết bộ. Phân biện thuyết bộ. Rồi khi tới Sri Lanka đó, rồi khoảng sau đó sau khi viết xuống rồi thì lại có phân chia làm ba nhóm nữa. Ba nhóm nữa. Và cái nhóm mạnh nhất á, là nhóm Vô Úy Sơn, Abhayagiri. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm Đại Đại Tự, Mahavihara. Và nhóm thứ ba là Chittawana, nhóm Kỳ Liên. Nhưng mà về sau á, thì cái nhóm Đại Tự chiếm ưu thế, được nhà vua bảo trợ. Thành ra từ thế kỷ thứ 10 trở đi, hay thứ năm xin lỗi, từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 gì trở đi á, thì cái nhóm Đại Tự trở thành cái nhóm chính. Hai nhóm kia suy tàn. Thì mình thấy ngay cả Tích Lan trong những cái buổi ban đầu thì cũng chia làm ba cái nhóm khác nhau. Và những gì mà chúng ta
thừa hưởng ngày hôm nay gọi là truyền thống Theravada đó, thì người ta gọi là Theravada 2. Hồi nãy chúng tôi nói Theravada 1, bây giờ là Theravada 2. Và Theravada ngày hôm nay đó là thật sự là từ thừa hưởng cái truyền thống của nhóm đại tự Mahavihara. Và cái nhóm Mahavihara này đó là thừa hưởng cái truyền thống của phân biện thuyết bộ dưới thời vua A Dục. Và cái phân biện thuyết bộ đó là thừa hưởng cái truyền thống, là bắt nguồn từ cái thượng tọa mộ một lúc ban đầu, sau cái lần kinh điển, kết tập kinh điển lần thứ thứ hai tại Vaishali đó. Thì mình thấy theo cái hướng như vậy thì mình thấy như vậy rồi. Thì đó là cái một cái điểm mà các nhà nghiên cứu học giả cho tới ngày phút giờ phút ngày hôm nay, có thể trong tương lai còn có những cái giả thuyết khác nữa chúng ta không biết được, nhưng mà tôi nói cho tới giờ về ngày hôm nay thì đồng ý với nhau trên cái nguyên tắc là Tam Tạng kinh điển đó không phải được thành hành hành được thành hình một lần, mà đã thay đổi, có những cái biên tập nhỏ nhỏ ha, biên tập rồi sắp xếp lại ha, cho tới khi mà viết xuống trên lá bùa. Rồi còn cái thứ tự các kinh nào xuất hiện trước là kinh nào xuất hiện sau thì không đồng ý. Vẫn có nhiều cái giả thuyết khác nhau và các nhà nghiên cứu học giả vẫn chưa có thống nhất, chưa có đồng ý. Cái điểm đó chúng ta cần nhớ như vậy. Nhưng mà thành ra chúng tôi đưa ra một cái ô mà chúng tôi rất là cẩn thận, cho nó là theo cái ý của ông tiến sĩ Law. Ông này rất là nổi tiếng, về học giả nổi tiếng khoảng khoảng bao nhiêu, khoảng năm 1930 40 vậy, tức là khoảng 60 70 năm trước tại Ấn Độ. Thì ông nói cái thứ tự đó là ông đưa ra cái thứ tự mà chúng tôi chỉ tóm tắt lại, các anh chị nếu mà thích thì nhìn từ số 1 đến số 7, không biết có ai thấy được cái ô đó chưa. Và nhớ rằng cái đây là không phải là ai cũng đồng ý, nhưng mà mình chỉ đưa ra một cái ý của một nhà học giả để mình có một cái ý là họ cũng có những quan tâm, rồi họ cũng phân tích để xem cái sự xuất hiện của kinh như thế nào, là được đưa vào trong kết tập như thế nào. Thì đầu tiên thì ông nói rằng trường bộ, trung bộ và tương ưng và tăng chi đưa vào trước. Về luật thì có 152 giới căn bản. Rồi sau đó có một thời gian sau đó thì mới thấy đưa vào trưởng lão ni, chuyện bổn sanh vô ngại giải đạo. Đó là thuộc về tiểu kinh, tiểu bộ kinh. Về luật thì bắt đầu có phân tích giới bổn, nó đầy đủ hơn, 220 mấy giới. Rồi về vi diệu pháp thì theo ý của ông Lo đó thì cái bộ nhân chế định pháp tụ và phân tích được đưa vào trước. Rồi sau đó một cái thời kỳ sau nữa tiếp theo thì mới thấy đưa vào thiên cung sự, ngã quỷ sự và pháp cú. Về luật thì bây giờ mới thấy là có đại phẩm, tiểu phẩm phân chia rõ ràng, mà có ghi rõ ràng 227 giới từ 152 giới đầu tiên. Và về vi diệu pháp thì có cái bộ ngữ tông, ngữ tông tức là những điều tranh luận đó, cách tha quách thú. Rồi sau nữa thì mới thấy đưa vào nghĩa thích tự thuyết như như thiện ngữ và kinh tập. Về vi diệu pháp thì lúc đó thì theo ý ông, sự phân tích của ông Lo là cái bộ song đối và bộ vị trí được đưa vào cuối cùng. Còn về kinh đó thì cái bộ Phật sử Hạnh Tạng và bộ thí dụ được đưa vào cuối cùng trong kinh tạng. Rồi có cái bộ tập yếu về luật, luật cái là nói về luật tạng thì có theo cái nhìn của ông Lo thì là tập yếu được đưa vào sao chót. Và cái phần kinh đó, thì cái bộ tiểu tụng trong kinh bộ là có lẽ đưa vào cuối cùng nhất, là bởi vì mình thấy cái đó là giống như là một cái cuốn kinh tụng cho những cái giới sa di. Thì là theo ý ông Lo là có lẽ được các chư tăng mới là tóm tắt gọn lại thành một cái tập nhỏ để các vị mới vào tu với sa di tụng cho nó dễ, và mình thấy cái đó cũng lưu cũng vẫn duy trì cho tới ngày hôm nay. Anh coi cái chuyện bổn sanh đó, cái phần thứ hai chuyện bổn sanh, chuyện bổn sanh tức là tiền thân đó. Đó là cái ý, nhưng mà nhớ rằng đây là chúng tôi xin nhấn mạnh là đây là cái ý của một cá nhân thôi, ông Lo chưa hẳn là và chúng cũng không, nhiều người cũng không, về sau này thì cũng có những cái giả thuyết khác nữa, để hôm nào rảnh thì chúng tôi sẽ trình bày. Tức là cũng không có nhất quán vấn đề này, đây chúng tôi đưa ra để thấy được một cái ý. Ông Lo, ông anh đọc Lo tức là luật luật đó, huynh hiện hữu dình trong cái bản đó, cái bản ở chỗ kết tập kinh điển lần thứ tư đó, ông Lo. Quên thấy chưa? Quên thấy cái bảng đó chưa? Có cái khung màu trắng phía dưới. À, chúng ta thấy theo dõi ha. Anh chị nào mà dùng cái máy mà còn cái máy bàn hay cái máy bảng thì có lẽ khó thấy. Nhưng mà anh chị nào dùng cái màn hình lớn thì sẽ thấy dễ dàng. Chúng tôi chỉ làm việc với cái màn hình lớn thôi. Và ngày nay thì cũng có những cái sự sắp xếp khác nữa.
ra chúng tôi nói đây chỉ là một cá nhân thôi. Và nhưng mà cái hướng chung á, mọi người đều hầu như tất cả đều đồng ý là kinh, nhưng nhắc lại một lần nữa là kinh Tam Tạng kinh điển không được tập một lần mà được thay đổi, có những cái thay đổi và bổ sung biên tập trong một thời gian khoảng 300 400 năm cho tới khi viết xuống lá buông. Đó, đó là cái hướng chung mà mọi người đồng ý. Còn cái kinh nào đưa vào trước, kinh nào đưa vào sau thì chưa đồng ý. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Đây là chỉ một cái nhìn của một cá nhân ông Lo thôi. Và đồng thời khi mà chúng tôi nói về cái kết tập kinh điển lần thứ tư á, chúng ta nhìn cái chữ 4B, tức là ở bên ở tại cái vùng mà Kashmir, ở vùng ở Pakistan ngày hôm nay, thì vua Kanishka cũng có bảo trợ. Và có lẽ các nguồn kinh điển này như chúng tôi nói là cái thành trì của Hữu Bộ, thì từ đó mà được truyền bá vào trong Trung Hoa, và từ đó mà chúng ta thấy có cái bộ A Hàm, cái bộ những bộ A Hàm, bộ luật và những cái bộ luận ấy, người người Trung Hoa gọi là luận, mình người Nam truyền thì gọi là vi diệu pháp, cái tạng A Tỳ Đàm, còn ở bên Trung Hoa thì gọi là luận tạng. Thật ra mình hay quen cái cụm từ là kinh luật luận, tức là mình chịu ảnh hưởng của cái lối nói của người Trung Hoa, của Hán Tạng. Là đúng là cái người Nam truyền thì gọi là kinh luật và vi diệu pháp hay là thắng pháp. Là rồi bây giờ thì chúng ta rồi đồng thời khi mà được truyền vào trong ở ở Tích Lan rồi á, thì có khoảng 500 năm sau khi mà kết tập kinh điển lần thứ tư á, thì mới ra đời, mới viết xuống những cái cũng trên lá buông những cái lời bình luận sớ giải chú giải về những cái bài kinh, thì mình gọi chung là những cái chú giải. Những cái chú giải này á, mới bắt đầu ra đời, được viết xuống thành trên lá buông là khoảng 500 năm sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ tư. Và cái người nổi tiếng nhất, đầu tiên và nổi tiếng nhất là Ngài Phật Âm hay là Ngài Buddha Gosa. Ngài viết rất nhiều cái bộ chú giải. Mà nổi tiếng nhất mà mình hay dùng đó là cái bộ chú giải Kinh Pháp Cú mà các sư thường hay đọc ra sau khi mà đưa ra một cái câu tụng Pháp Cú, rồi đọc cái duyên sự đó. Từ đâu mà Đức Phật, do cái nguyên nhân nào mà Đức Phật nói cái câu tụng này, cái kệ này đó, thì là dựa theo cái bộ chú giải Pháp Cú của Ngài Buddha Gosa. Rồi một cái tác phẩm thứ hai cũng nổi tiếng của Ngài đó là cái bộ Thanh Tịnh Đạo Luận, Visuddhimagga, thì là cũng do Ngài Phật Âm viết ra. Và đồng thời Ngài cũng viết ra nhiều cái bộ chú giải khác, chú bài Trường Bộ, Trung Bộ. Rồi cũng có, Ngài cũng viết về chú giải về luật nữa. Rồi sau đó rồi thì có những cái vị khác cũng có bổ sung thêm. Và những đôi khi có những cái điểm mà Ngài Buddha Gosa viết không có rõ hay là muốn bổ sung, muốn giải thích thêm thì gọi là phụ chú giải, một thời gian sau này viết ra khoảng khoảng cái phong trào viết như vậy đó, thì khoảng khoảng gần 500 600 năm, ngàn năm sau đó, ngàn năm sau đó rồi không có, không thấy thêm nữa. Thì ra mình có nói tạm thời, mình nói là qua khoảng thế kỷ thứ 10 Tây lịch, tức là 1500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt ra, thì cái tài liệu, cái kho kinh điển của Pali tương đối là không còn thêm nữa cho tới ngày hôm nay. Mặc dầu sau đó thì ở Miến Điện cũng có những vị cao tăng viết thêm những cái cuốn cẩm nang hay là giải thích cũng bằng tiếng Pali, nhưng mà ít và cũng không có được phổ biến nhiều ha. Mình nói là cái kho tàng nó rất là linh động, và đại khái cái thành phần chính đó, định hình và đó, coi như là không còn, không có cái, người ta hiện nay cũng không còn tìm được cái gì nữa khác nữa, là đúc kết khoảng thế kỷ thứ 10 Tây lịch, tức là 1500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Và một điều thứ hai đó mình ghi nhận đó, là ngay trong những cái lời nói đầu của những cái trang đầu tiên, chẳng hạn cuốn chú giải Pháp Cú hoặc là chú giải Trung Bộ của Ngài Buddha Gosa, Ngài rất là khiêm nhượng và cẩn thận. Ngài có viết rằng đó, thật sự ra một phần lớn những cái gì mà Ngài viết ra trong chú giải là Ngài sưu tầm được những cái lời khẩu truyền của cổ nhân. Tức là những cái, mặc dầu là trước đó 500 năm thì người ta viết xuống chánh tạng, viết xuống lá buông rồi, nhưng mà những cái về mà những cái vấn đề giải thích thêm á, thì chỉ truyền miệng thôi, mà truyền miệng bằng tiếng địa phương, có nghĩa là truyền miệng bằng cái tiếng của người Tích Lan thời đó. Cho tới khi ngày ngày mà Phật Âm bắt đầu quyết quyết định viết xuống lá buông những cái bản chú giải giải thích á,
À, thì ngài phải dựa theo những cái giải thích truyền miệng đó bằng tiếng địa phương, ngài mới chuyển sang cái tiếng Pali để mà viết xuống đá buông, à, chứ không phải là hoàn toàn là ý kiến của ngài ngài, ngài của ngài Phật âm. Ngài cũng có những cái ý kiến của ngài trong đó, nhưng mà một phần lớn là cũng ngài cũng có nói là dựa theo những cái gì mà được truyền miệng nhưng mà bằng tiếng địa phương, bây giờ là ngài viết xuống lại là bằng tiếng Pali. Cái điều đó mình cũng ghi nhận như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta qua cái hình kế tiếp. Đây, cái hình này thì là cái hình chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là một cái hình tổng quát cho chúng ta thấy cái cấu trúc của Tam Tạng Pali. Các anh chị nào đã vào được thì xin cho số 1, tức là hình số 4. Thì mình gọi là Tam Tạng, tức là ba tạng, tức là ba cái giỏ chứa. Cái ba cái giỏ chứa. Đó là chúng ta có luật tạng, kinh tạng và thắng pháp tạng. Lúc trước khi mà chúng tôi làm cái bản này khoảng 2-3 năm trước, thì chúng tôi thích dùng cái chữ thắng pháp cho Abhidhamma, nhưng mà ngày nay thì nó khuynh hướng nhất là trong Nam truyền là thích dùng cái chữ vi diệu pháp. Cái chữ đó có lẽ là do ngài Hòa thượng Tịnh Sự đưa ra khi mà ngài dịch cái bộ Abhidhamma sang tiếng Việt. Còn một cái khuynh hướng nữa mà chúng tôi ngày nay cũng thích dùng, đó là phiên âm Hán Việt là gọi là A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là phiên âm từ cái Abhidhamma, bởi vì chúng tôi thấy cái Abhidhamma rất là khó dịch mà cho chính xác sang tiếng Việt. Và cái chữ A Tỳ Đàm này khi mình dùng đây thì nó cũng cho mình thấy nó gần gũi, vậy là Hán Tạng ra thì trong Hán Tạng cũng có A Tỳ Đàm. Đó tùy, đó là tùy mọi người. À, có theo dõi được không ạ? Xin cho cái tín hiệu. Thì đây là cái sơ đồ mà chúng ta sẽ dùng đi lặp lại nhiều lần trong cái tiến trình nói về cái cuốn sách của ngài Thích Khu Bồ Đề. Thì cũng có chúng ta có ba tạng: luật tạng, kinh tạng và thắng pháp tạng. Thì trong luật tạng thì cũng chia làm năm năm cái cuốn chính, là phân tích giới tỳ khưu, phân tích giới tỳ khưu ni, đại phẩm, tiểu phẩm và tập yếu. Và luật tạng này đã được sư chánh thân Indachanda đã dịch sang tiếng Việt và đã ấn tống nhiều lần, phát ấn nhiều lần và cũng có đưa lên trên mạng. Về kinh tạng thì chúng ta có năm bộ chính, tức là trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ và tăng chi bộ và tiểu bộ. Về thắng pháp tạng thì chúng ta có 7 bộ: pháp tụ, phân tích, chất ngữ, nhân chế, định ngữ, tông, song đối và vị trí. Thắng pháp tạng này đã được ngài Hòa thượng Tịnh Sự dịch ra tiếng Việt và được in ra 2-3 lần trong cái tiến trình 20-30 năm qua. Đây, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Chúng ta có một cái may mắn là luật, kinh và thắng pháp đều được dịch ra tiếng Việt và có phổ biến trên mạng và in xuống giấy trong cho cái thời đại ngày hôm nay. May mắn hơn các nước khác. Các nước khác thì có khi họ chưa dịch xong, chẳng hạn như tiếng Anh là chưa dịch xong, chưa dịch hoàn tất sang tiếng Anh. Người Anh mà không giỏi tiếng Pali là cũng như là bó tay, không có biết được hết. Người Đức cũng vậy, người Nga cũng vậy, người Âu Châu nói chung không, chưa có một cái dân tộc nào mà dịch xong cái này hết. À, riêng về Việt Nam là đã dịch xong. Thái Lan cũng có dịch rồi và Nhật Bản cũng có dịch, Nhật Bản cũng dịch. Chúng tôi không có biết tiếng Nhật nhưng mà biết nghe nói là có dịch ra tiếng Nhật. Riêng về kinh tạng, rồi bây giờ chúng tôi nói lại nè, luật tạng thì là sư chánh thân hoàn tất 100%, dịch hết rồi. Thắng pháp tạng thì là do ngài Hòa thượng Tịnh Sự cũng dịch xong rồi, hoàn tất 100%. Nhưng mà dịch từ cái hai cái nguồn khác nhau, à cái điều này cũng hơi tế nhị mình phải nhớ. Về thắng pháp tạng, tức là tạng A Tỳ Đàm hay là tạng vi diệu pháp của ngài Hòa thượng Tịnh Sự đó, thì ngài dịch từ cái nguồn mà ngài dùng á là nguồn Tam Tạng của Thái Lan, nguồn Tam Tạng Thái Lan. Rồi về luật tạng của ngài Indachanda, sư chánh thân á, thì ngài dịch dựa theo cái nguồn của Sri Lanka, Tam Tạng của Sri Lanka. Rồi nó có thể có những điểm nhỏ nhỏ khác biệt, chúng tôi thì không biết, nhưng mà mình chỉ lưu ý như vậy, lưu ý cái nguồn ở đó. Có khác cái miếng điện hay không thì chúng tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà mình biết cái nguồn thắng pháp, cái nguồn vi diệu pháp là từ Tam Tạng Thái Lan và cái nguồn luật tạng là từ Tam Tạng của Sri Lanka. Riêng về kinh tạng thì cái người tiền phong là ai cũng biết là ngài Hòa thượng Minh Châu, ngài dịch trường bộ, trung bộ, tương ưng và tăng chi và một phần tiểu bộ chứ không hoàn toàn, nên con nhớ vậy nha. Tức là tích kinh tạng thì có 5 bộ chính, 5 bộ tất cả, thì trường bộ, trung bộ, tương ưng và tăng chi thì ngài dịch hoàn tất cũng dựa vào cái bản của Sri Lanka. Còn riêng về tiểu bộ thì ngài dịch không hết, ngài
ngày chiến dịch một phần lớn thôi. Mình nhớ như vậy. Tiểu bộ thì có 15 cuốn, chúng tôi có ghi từ tiểu tụng, pháp cú, Phật tự thuyết vân vân cho tới sở hành tạng. Thì ngài hòa thượng Minh Châu dịch xong hoàn tất 9 cuốn đầu, tức là từ tiểu tụng tới trưởng lão ni kệ. Anh chị có theo dõi cái bản này chưa? Bất tỵ mãi tức là huynh thí giả phải không? Tiểu bộ tức là chúng ta ngoài hòa thượng Minh Châu đã dịch xong và in ra là 9 cái cuốn đầu, tức là cuốn số 1 tới cuốn số 9 tới trưởng lão ni kệ. Qua đến cái chuyện bổn sanh hay là tiền thân á, thì ngài chỉ dịch một phần thôi, rồi sau đó có lẽ bận hay là bệnh duyên ngài không có hoàn tất. Rồi giáo sư Trần Phương Lan mới tiếp tục cái công trình đó mà hoàn tất chuyện bổn sanh. Các anh chị theo dõi được chưa? Và có in ra trong cái chương trình Đại Tạng Kinh Việt Nam. Nhưng mà khi mà giáo sư Trần Phương Lan dịch chuyện bổn sanh đó là giáo sư dựa theo cái bản tiếng Anh, rồi giáo sư không có giỏi tiếng tiếng Pali, dựa theo bản tiếng Anh. Ra có phần cộng thêm cái phần chú giải tổng hợp lại nữa, dựa theo cái bản tiếng Anh. Ra khi mình đọc cái chuyện bổn sanh mình nhớ không phải là chỉ là cái công công trình của ngài Hòa thượng Minh Châu, nhưng mà cái chỉ có phần đầu thôi, phần sau là của giáo sư Trần Phương Lan. Rồi như vậy là xong, tức là còn 5 cái cuốn chót là không có ai dịch, là chưa, xin lỗi, Hòa thượng Minh Châu không có dịch. Rồi cái cuốn Vô Ngại Giải Đạo thì có các vị như ngài Hòa thượng Minh Châu, ngài Hòa thượng Tịnh Sự hay là một vị sư Thái, Nam Tông ở Việt Nam mà chúng tôi quên, không dám nói, nhưng mà cũng có dịch ra. Và về sau này trong khoảng 10 năm năm qua thì sư Indachanda, sau khi mà sư đã hoàn tất luật tạng, là sư tiếp tục cái công trình dịch thuật đó, thì sư dịch cái sở hành tạng, Phật sử, thí dụ và vô ngại giải đạo. Đó một cái công trình rất lớn và rất là tán thán. Chúng tôi rất là ghi ơn sư chánh thân, và sư hiện nay tiếp tục dịch nghĩa thích chưa xong, hy vọng vài năm nữa thì xong, mình không biết lúc nào, nhưng mà chưa xong. Đối với hy vọng trong vài năm nữa là khi sư hoàn tất thì mình có hoàn toàn hoàn tất cái tiểu bộ sang tiếng Việt của từ hai ba dịch giả, mà người nào cũng có cái công đức rất là lớn, chúng tôi rất là tán thán và ghi ơn. Ra mình nhớ khi mà mình nói, nếu mà mình không có giỏi tiếng Pali mà mình nói là cái vị nào đó, hay nếu cái vị đó mà không giỏi tiếng Pali mà nói là đọc hết Tam Tạng kinh điển là phải coi chừng, hay là nói là đọc hết kinh tạng bằng tiếng Việt cũng phải coi chừng, nó không chính xác 100%. Về cái bản dịch sang tiếng Việt thì có thể nói hơn 90 hay 95% hoàn tất thôi, còn cái bộ nghĩa thích là chưa chưa có hoặc chưa có ai dịch hoàn tất hết. Và cái cuốn Những Lời Phật Dạy mà chúng tôi sắp sửa trình bày trong những cái tuần tới á, thì ngài Tỳ Khưu Bodhi chỉ lấy một phần những cái bài kinh ở trong kinh tạng để mà trình bày cái ý tưởng, để dẫn chứng, để mà trình bày trong cái ý tưởng của ngài trong những 10 chương của cuốn sách đó. Thì chúng tôi có đánh cái dấu hoa thị màu đỏ đó, tức là ngài lấy những cái bài kinh từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, tức là bốn cái nguồn chính. Rồi sau đó ở tiểu bộ á, thì ngài lấy những cái bài kệ từ cái Phật tự thuyết và Như Thị Ngữ. Ra chúng tôi đánh cái dấu hoa thị đỏ, tức là ở đó là những cái nguồn chính mà ngài ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trích ra để lại viết ra cái cuốn sách Những Lời Phật Dạy mà chúng tôi sẽ trình bày trong những tuần tới. Đó thì cái biểu đồ này đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về Tam Tạng kinh điển Pali, và đồng thời cũng cho chúng ta giúp chúng ta hiểu được cái nguồn nào mà ngài Tỳ Khưu Bồ Đề lấy ra để mà soạn thành cuốn sách của ngài. Bây giờ chúng ta qua cái hình kế, mời anh chị qua cái hình kế. Khi nào vào được xin cho tín hiệu, cái đó là cái hình số 5. Cái hình số 5 này để cho chúng ta thấy một cái tổng quát về cái tạm gọi là cái thư khố Pali mà chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay, và thêm một cái tiến trình theo thời gian. Thì các anh chị thấy phía dưới là có cái bảng, cái mũi tên màu đỏ mà có chữ PL, tức là Phật lịch. Thì mình thấy rằng đầu tiên xuất hiện đầu tiên là cái Tam Tạng, Luật, Kinh và Thắng Pháp trước. Rồi sau đó, đó là không khoảng trong vòng thời gian khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là từ năm 0 cho năm 500 Phật lịch. Rồi trong cái thời gian đó cũng có những cái sự giải thích, những cái chú giải của các bậc cao tăng không biết là ai mà truyền miệng với nhau để mà giải thích thêm. Thì cho tới khoảng thế kỷ thứ 5 sau sau Tây lịch, thì khi mà có những cái cuốn sách
chú giải của ngài Tỳ Khưu, của ngài Phật Âm Buddha Gosa đó, thì chúng ta thấy bắt đầu viết xuống trên lá buông những cái chú giải về luật, chú giải về kinh và chú giải về thắng pháp. Và cái công trình đó vẫn tiếp tục khoảng 500 nữa, 500 năm nữa cho tới khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 10 Phật lịch. Không, xin lỗi, vẫn tiếp tục cho tới khoảng thế kỷ thứ 10, tức là thế kỷ thứ 10, thứ 12 về Tây lịch, tức là khoảng 500 năm nữa, sau cái thời của ngài Buddha Gosa. Thì đó là những cái bản chú giải đầu tiên là của ngài Buddha Gosa, ngài Phật Âm, ngài sưu tầm và viết ra bằng tiếng Pali. Rồi sau đó có những vị khác tiếp tục cái công trình của ngài trong khoảng một thời gian 500 năm. Đó là về chú giải về luật kinh và vi diệu pháp. Rồi có phụ chú giải, tức là để làm rõ thêm cái phần chú giải của các vị khác sau thời của ngài Buddha Gosa. Và rồi sau nữa thì vẫn còn tiếp tục nhưng mà không còn quan trọng nữa, tức là có những cái bản luận giải cẩm nang toát yếu sử liệu vân vân, vẫn tiếp tục cho tới khoảng thế kỷ thứ 17 Tây lịch. Rồi đó chúng ta gọi là cái thư khố Pali, tức là kho tàng của Pali, bắt nguồn từ Tam Tạng kinh điển. Cái điều này cũng là bị rõ, tức là trong bốn cái lần kết tập kinh điển lần đầu tiên, từ ba lần đầu tiên ở Ấn Độ, lần thứ tư tại Sri Lanka, thì chỉ khi mà viết xuống lá buông thì chỉ tập trung vào kết tập Tam Tạng kinh điển mà chúng tôi gọi là chánh tạng, đó là kinh tạng, vi diệu pháp tạng và luật tạng thôi, còn chú giải là chưa, chú giải chỉ truyền miệng coi như không có chính thức bên ngoài chứ không có kết tập, và tới bây giờ cũng không kết tập, mà chỉ dựa vào đó là khi mà các ngài truyền trùng tuyên thì chỉ trùng tuyên về Tam Tạng kinh điển thôi. Đã có một vài sự hiểu lầm nói rằng khi mà kết tập cũng kết tập cả chú giải, thì cái điều đó không đúng, kết tập là chỉ chánh tạng rồi cái điều đó. Bây giờ chúng ta qua cái hình tiếp, này một phần để giải thích hồi nãy sư huynh hiện hữu có hỏi cái lá buông lá bối đó, có chỉ vào cái hình tiếp chưa, hình vào đó thì cái hình tiếp chúng tôi chỉ sưu tầm ở trên mạng thôi để chỉ những cái bản kinh khắc trên lá buông ngày xưa và được kết lại với nhau như thế nào, cái lại với nhau bằng một cái cây viết sắt, rồi sau nó mới trét cái mực đen lên trên. Và như chúng tôi nói nữa là cái lá buông không có giữ được lâu, phải cứ chép đi chép lại nhiều lần, chép đi chép lại nhiều lần. Và gần đây thì các anh chị nào hoặc có chư tăng có đi Sri Lanka tới cái chỗ kết tập kinh điển lần thứ tư ở Mattale thì có vào cái viện bảo tàng, viện bảo tàng kinh điển, họ có để cho mình thấy lá buông kết tập như thế nào và những cái lá buông họ họ, họ phơi khô như thế nào. À, thì mình thấy như vậy. Rồi cũng nghe nói cũng có một vài vị cũng được thỉnh về những cái mẫu kinh lá buông. Còn nếu không thì các anh chị đi vào những cái chùa Khmer nổi tiếng ở miền Tây cũng có thể thấy được cái lá buông mà viết bằng cái chữ Khmer. Mà cái đó thì thật sự nó cũng không phải là lâu được, chừng khoảng 100-200 năm thôi chứ không có lâu, tức là cũng phải chép đi chép lại. Và trong cái hình này đó, cái phía bên tay phải đó thì chúng ta thấy cây buông nó như thế nào, mình nhìn cái mình thấy nó quen thuộc liền, thấy rất nhiều ở miền Tây, và cái cây này cũng thấy rất nhiều chung quanh cái vùng Angkor, Angkor Thom, Angkor Wat ở bên Campuchia đó. Và phải trở thành cái biểu tượng của xứ Khmer, của xứ Campuchia nữa. Họ lấy cái đó làm cái biểu tượng quốc gia, rồi đó là chúng ta thấy một đó là một loại lá dừa thôi, một dòng họ với là cây dừa. Nhưng mà cái lá nó to, nó lớn ra mới có thể phơi khô, rồi sau đó ép xuống, căng nó ra thành khô rồi thì mới khắc ở trên đó. Và chúng ta qua cái hình tiếp, là cái hình số cái hình số 7. Cái hình này để chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ Pali không có một cái chữ viết riêng. Mà khi cái ngôn ngữ Pali được truyền khẩu vào trong quốc gia nào thì dùng cái hệ thống ký tự của quốc gia đó để mà ký âm cái kinh điển Pali. Ngày nay thì chúng ta quen thuộc với những cái loại kinh điển Pali mà viết bằng cái ký tự Latin ABC giống như chữ Việt của mình, nhưng mà mình nhớ là ngày xưa làm gì có. Cái này là chỉ do những cái nhà nghiên cứu học giả Tây phương khi họ tới Sri Lanka khoảng 200 năm trước thì họ thấy muốn truyền bá vào Âu Châu và cả thế giới, thì họ mới là đưa vào một cái quy ước dùng ký tự Latin để mà tá âm hay là ký âm,
cái kinh điển Pali. Và mới dùng cái chữ ABC cũng giống như là những người Bồ Đào Nha với lại người 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 Pháp mà khi mà tới Việt Nam rồi đó, thì họ để muốn truyền bá cái chữ quốc ngữ đó, thì họ đưa ra một cái quy ước, một cái tiêu chuẩn dùng cái ký tự Latin để mà ký âm cái tiếng Việt của mình. Mình thấy nhớ như vậy nha. Và đồng thời bởi vì những cái ký tự Latin nó không đủ để mà diễn tả cái âm của tiếng Pali hay là của âm với tiếng Việt mình á, mình thấy ngay cả tiếng Việt mình thành ra các vị đó mới sáng tác ra chế ra thêm những cái dấu hiệu khác, như như trong tiếng Việt mình thì mình có cái dấu mũ, dấu hỏi, dấu ngã, dấu quyền, dấu sắc, dấu nặng, đại khái như vậy để chiết để tá âm hay ký âm cái ngôn ngữ mà đa âm của người Việt Nam mình, hay ngôn ngữ có dấu giọng, bởi vì chữ Tây chữ Latin họ không có dấu giọng. Mình tới là khi mà cũng tương tự như vậy, khi mà các nhà mà học giả Tây phương thì tới Sri Lanka đó, sau khi đưa ra quy ước về ABC tức là ký tự Latin, họ cũng phải sáng tạo ra thêm một vài cái ký tự khác nữa, chẳng hạn như là cái chữ A đó thì phải, trong Pali nó có hai 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 loại, một loại trường âm và đoạn âm, hay là A dài A ngắn, thì cái đoạn âm là chữ A thôi, mà chữ A dài là phải có cái gạch phía trên. Đó mình thấy đó là thêm thêm để mà giúp, nhằm mục đích là để có thể là biểu hiện trung thực cái tiếng đặc biệt, cái âm đặc biệt của tiếng Pali. Nhưng mà dựa theo cái tinh thần ABC ha. Thành ra chúng tôi đưa cái này, chúng tôi sưu tầm trên mạng đó. Cùng một câu tụng là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Thì mỗi cái hệ thống vậy, mỗi cái sắc văn vậy, nếu mà dùng tiếng Pali sẽ có lối ký âm khác nhau. Phía dưới ba cái chữ phía dưới là Khmer, chúng ta Campuchia, Thái là viết kiểu đó. Lanna tức là người Lào hoặc là Bắc Thái. Rồi tiếng Burmese sẽ là tiếng Miến Miến Điện. Tiếng Sinhala tức là cái tiếng của Tích Lan. Rồi ở trên từ cái tự Devanagari xuống tới đây Gujarati tức là những cái tiếng Ấn Độ, tiếng Ấn Độ. Rồi phía trên nữa là cái tiếng đó là cái tiếng gì, giống giống như cái là tiếng Hy Lạp. Là đó mình thấy cái ngôn ngữ Pali không có một cái ký tự riêng, mà khi mà truyền tới quốc gia nào thì chư tăng sẽ lập trong một quy ước để mà ghi lại, ký âm lại, tá âm lại cái tiếng Pali. Rồi bây giờ chúng ta qua cái hình kế nữa. Như chúng tôi nói ngay từ ban đầu, cái hình này cũng rất là quan trọng để chúng ta có một cái nhìn nhất quán và thông cảm với nhau. Bởi vì mình nhiều khi mình không có cái nhìn vậy là mình dễ sanh những cái sự chia rẽ, tranh cãi vô ích ở trong cái hàng ngũ Phật giáo chúng ta. Cái hình thứ 8 đó là chúng tôi hồi nãy ngay trong lúc đầu á, thì chúng tôi nói rằng chúng ta ngày nay thừa hưởng ba cái di sản Phật giáo từ ba cái nguồn, hay là gọi là ba cái kho tàng kinh điển. Đúng sai thì chúng tôi không nói, nhưng mà bây giờ đó coi là di sản của người xưa để lại. Mình phải trân quý, rồi mình dùng như thế nào là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, cái nhìn của mỗi người, nhưng mà chúng ta phải trân quý. Đó là cho nhân loại chứ không phải riêng cho Phật tử chúng ta thôi. Thì có ba cái nguồn, cái ba cái kho kinh điển đó, một cái kho gọi là cái kho kinh điển Pali, một cái kho kinh điển Hán Tạng và cái kho của Phật giáo Tây Tạng. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung về, chúng ta đã trình bày xong về cái phần cái kho của Pali, thì chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ nói về cái kho kinh điển của Hán Tạng, bởi vì chúng ta là người Việt Nam thì dầu dầu muốn dầu không chúng ta cũng chịu ảnh hưởng văn hóa và truyền thống của Trung Hoa. Thì cái kho của cái Đại Tạng Kinh của Hán Tạng là chia làm nhiều bộ. Cũng trước hết thì nói là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, là sau đó có Tạp Tạng. Tạp Tạng tức là linh tinh, linh tinh. Nhưng mà rồi trong mỗi Kinh Tạng có nhiều bộ, trong đó có những cái bộ mà là căn bản của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà quan trọng chúng ta có thấy có bộ A Hàm, anh chị thấy ngay đầu tiên là có bộ A Hàm sắp xếp từ số 1 tới số 151. Và cái bộ A Hàm này là có nhiều cái kinh điển tương đương hay tương ứng với lại kinh điển Nguyên Thủy Pali chứ không phải là không có. Rồi có cái bộ Bản Duyên, các chị thấy bộ Bản Duyên chưa? Bộ Bản Duyên nó thật sự ra đó là liên hệ tới những cái chuyện tiền thân ở trong tiểu bộ. Và nhất là ở trong kho tàng của Hán Tạng cũng có cái Luật Tạng. Ở trong đó có bộ luật và những cái điều luật ở trong đó, những cái điều luật chính rất là tương đồng với luật Pali.
Rồi cũng có trong ở trong hang tạng cũng có cái bộ tỳ đàm, trong bộ tỳ đàm của những cái hệ phái khác nhau trong cái thời kỳ phân chia và tông phái cũng có nói về tâm tâm vương tâm sở này kia. À, cái bộ tỳ đàm cũng có. Thành ra những cái người nào, những vị nào mà chú tâm về vi diệu pháp thì cũng nếu có dịp cũng nên nghiên cứu tìm hiểu thêm bộ tỳ đàm nó như thế nào. Rồi mình thấy có những cái điểm tương ứng ở trong Hán tạng với lại cái Đại Tạng Kinh Bạc Pali. Bây giờ chúng ta nhìn vào phía tay phải thì cái bộ Đại Tạng của Phật giáo Tây Tạng, thì mình thấy trong cái bộ Phật giáo của Tây Tạng cũng có những cái điểm, cũng có những cái bài kinh, những cái bộ mà có lẽ phát nguồn từ những cái hệ phái chính trong cái thời kỳ phân chia phân phái ở Ấn Độ. Thì chúng ta cũng có những cái bản kinh nằm ở trong bộ A Hàm, có những cái bản kinh ở trong Luật Tạng của Đức Pali, và có những cái tài liệu mà trong cái bộ Tỳ Đàm của Đại Tạng Tây Tạng. Thì đó là những điểm chung. Đó có những điểm riêng khác này thì chúng tôi không có bàn ở đây, mà chúng ta đưa sở dĩ chúng tôi đưa ra cái này là chúng ta thấy rằng cả ba cái nguồn kho tàng tài liệu của Phật giáo mà chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay đó cũng có những cái tài liệu chung với nhau, mà nếu mà một cái người quan tâm mà có cái phước duyên cũng có thể dùng để mà tra cứu và tham khảo. Bây giờ thì chúng tôi xin mời qua cái hình chót, hình như cái hình chót thì phải. À, cái hình này là hình số 9. À, các anh chị đã vào về hình số 9 thì bây giờ mình vào cái chi tiết hơn, so sánh giữa Pali Tạng và Hán Tạng. Thì một bên Pali thì mình có cái bộ Nikaya, bên Hán Tạng thì mình có cái bộ A Hàm. Thì mình có trường A Hàm tương ứng với trường bộ, trung A Hàm tương ứng với trung bộ, tạp A Hàm tương ứng với tương ứng bộ, và tăng nhất A Hàm tương ứng với tăng chi bộ. Và bốn bộ này đều đã dịch sang tiếng Việt. Riêng tiểu bộ thì tiểu A Hàm có nghe nói tới, có đề cập, nhưng mà bây giờ không còn đầy đủ, chỉ có những kinh riêng rẽ. Một điều thứ hai nữa mình cũng cần ghi ghi nhớ là bốn cái bộ đầu tiên là từ từ những cái hệ phái khác nhau. Có khi trường A Hàm là từ Pháp Tạng bộ, trung A Hàm và tạp A Hàm là từ hữu bộ, tăng nhất A Hàm thì chưa thống nhất, có thể từ hữu bộ và cũng có thể từ đại chúng bộ. Rồi ở dưới nữa mình cũng thấy tương đương với vi diệu pháp tạng của Pali thì có bộ A Tỳ Đàm như chúng tôi vừa nói, và cái bộ A Tỳ Đàm này cũng rất là phong phú. Nó A Tỳ Đàm trong Hán Tạng đó là gồm có những cái tài liệu mà của hữu bộ, của câu xá bộ và của câu xá tông, thành thật tông, và có A Tỳ Đàm của duy thức tông sau này nữa. Nên ra mình thấy nó có cái sự liên hệ, cái tư tưởng phát triển phải phải cần phải nếu mà được thì có thể đối chiếu lại với nhau. Riêng về bộ luật này rất là tương tương đồng, và cái bộ luật của Bắc của Hán Tạng thì được dịch ra tiếng Việt, và các chư tăng Bắc Tông ngày là ở Việt Nam đều học, đó là có luật hữu bộ, luật Maha Tăng Kỳ, luật tứ phần và luật ngũ phần. Cái luật tứ phần là thông dụng nhất, là đó là của Pháp Tạng bộ. Ra mình thấy nó có cái điểm chung ở đó chứ không phải là không, nhất là về luật tạng. Bây giờ chúng ta qua cái hình cuối cùng. Hình cuối cùng này là chúng tôi chỉ nói sơ lược về cái cấu trúc của kho tàng của Phật giáo Tây Tạng thôi. Thì kho tàng Phật giáo Tây Tạng thì có hiển thừa và mật thừa. Thì trong cái hiển thừa đó thì chúng ta thấy cũng có những cái bộ kinh A Hàm nhưng mà không có đầy đủ mà vẫn còn. Và trong cái phần luận hay tục tạng đó, thì cũng có những cái bộ luận về A Tỳ Đàm, tức là của hữu bộ, và về kinh và luật. Thì cái cách phân chia của Phật giáo Tây Tạng nó không có rõ ràng lắm, và cũng chưa được phát triển đầy đủ ngày hôm nay, tức là chưa được dịch ra tiếng Anh hay là phổ biến rộng rãi. Các vị sư Tây Tạng cũng như những Phật tử học giả Tây Tạng họ đang làm việc. Hy vọng trong khoảng 5-10 năm nữa chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Thì đó là coi như chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Bữa nay chúng tôi chỉ tính nói chuyện có 60 phút mà cuối cùng là đến 90 phút đồng hồ, thì nhìn đồng hồ thấy cũng hơi lố giờ 1-2 phút. À, thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và có lẽ để cho nó tiết kiệm cái thời giờ thì chúng tôi xin đọc luôn cái phần hồi hướng rồi chúng ta hoàn mãn cái buổi sinh hoạt. Xin tất cả lắng tâm thanh tịnh cùng chúng tôi hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con.
Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin kính tri ân sư trí đức và quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay và khuyến khích chúng tôi. Và cũng xin tất cả cảm ơn tất cả quý anh chị đã chịu khó lắng nghe và giữ cái rung được thanh tịnh trước khi xuống mic và chấm dứt. Thì chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình mọi điều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.